Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ chương 178, trừ bỏ ngọn nguồn hai. Nói thẳng ra, hắn không phải không muốn cắt, mà là không thể cắt. Ngọn lửa này rất kỳ lạ, nó không chỉ đốt cháy da thịt, mà còn đốt cháy linh hồn. Nói cách khác, nếu hắn cắt đi, thì ngay cả linh hồn ở nơi đó cũng sẽ bị cắt đi. Nếu chỉ đơn giản là hai lạng thịt, lợi dụng thiên tài địa bảo cũng có thể mọc ra được. Nhưng nếu linh hồn mất đi một chút cho dù thịt có mọc lại linh hồn thiếu mất cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì như thế thật sự đã không còn trừ phi tu vi đạt đến đại đế mới có cách tìm ra bí pháp phục hồi linh hồn nhưng thành đế là chuyện khó cỡ nào chứ có khác gì là hết cách đâu hắn đường đường là thánh công ma môn một trong ba đại cao thủ đứng đầu dưới quyền của ma tôn nếu không có cái đó truyền ra ngoài há chẳng phải khiến người trong thiên hạ chê cười sao đúng lúc này có người hét lên minh lão hình như nó còn lan nhanh hơn hoàng tuyền minh lão biến sắc cúi đầu nhìn xuống quả nhiên ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng ra ngoài hơn nửa diện tích tiếp xúc càng lớn tốc độ lan rộng sẽ càng nhanh nếu cứ tiếp tục như thế ngay cả linh hồn của bản thân hắn cũng sẽ bị nuốt chửng hết chết tiệt đưa đao cho ta mau đưa đao cho ta một tên thuộc hạ vội vàng đưa lên một thanh binh khí thiên giai hoàng tuyền minh lão nghiến trăng vận chuyển thôn thiên ma công trực tiếp cắt đứt bộ phận cùng linh hồn ở chỗ đó ngọn lửa màu vàng mang theo thịt của hắn rơi xuống đất thiêu đốt hoàng tuyền minh lão không biết là đau lòng hay đau thật mà lão đảo lui lại hai bước minh lão ngài không sao chứ hai tên thuộc hạ vội vàng bước tới đỡ hắn hoàng tuyền minh lão nghiến chặt răng lạnh lùng nói ta có thể có chuyện gì chứ chẳng qua chỉ là chuyện một hai lạng thịt Nam tử hán đại trượng phu, lấy thiên hạ làm mục tiêu, có vài lạng thịt, không cần cũng được. Ồ! Mọi người lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Minh lão quả là anh hùng hào kiệt. Có thể đi theo một hào kiệt như Minh lão, đời này ta chết cũng không hối hận. Minh lão, bây giờ có phải chúng ta nên mau chóng quay về ma môn không? Hoàng tuyền Minh lão hừ lạnh một tiếng. Trở về. Cứ như vậy mà về, thì chẳng phải ta sẽ bị cả Ma môn chê cười à. Hoàng thất đại chu dám hãm hại ta, nếu Hoàng Tuyền Minh lão ta không cho chúng nếm mùi lợi hại, thì mặt mũi nào mà tự xưng là một trong ba đại cao thủ hàng đầu của Ma môn. Lẽ nào Minh lão lại muốn trở về đó? Đương nhiên không phải. Lão phu đâu có ngu ngốc như thế. Trong hoàng thành có rất nhiều cao thủ, trở về không phải tự tìm phiền phức sao? Vậy ý Minh lão là? Hừ đại chu nhất định sẽ phái cao thủ đuổi giết lão phu lão phu chỉ cần ôm cây đợi thỏ khiến đại chu hắn tổn hao binh tướng có đến mà không có về nhưng binh lực của chúng ta không còn đủ để chống lại truy binh của đại chu sợ gì hoàng tuyền minh lão cười khẩy một tiếng nói khắp ngọn núi này đều là tu sĩ bị chém giết quán khí quế khí thù hận sát ý huyết khí của bọn họ đều lưu lại trong không khí lão phu chỉ cần bố trí một đại trận dung nhập tất cả lực lượng đó vào trong người chúng ta thì có thể giúp sức mạnh của chúng ta tăng vọt chỉ trong khoảng thời gian ngắn binh không cần nhiều mà cần tinh nhuệ đại chu hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta dừng một chút ánh mắt hắn dừng lại trên ngọn lửa màu vàng khắp đồi núi này hơn nữa đám ngu ngốc đại chu đó còn đưa thần hỏa lợi hại như thế đến trước mặt chúng ta chúng ta có thể thu thập lại những thần hỏa này khiến bọn họ tự chuốt khổ lão phu đã quan sát rồi thần hỏa này chỉ đốt vật sống không đốt vật chết lão phu dùng bí bảo thu nó lại không ngừng cho nó ăn vật sống duy trì mồi lửa mồi lửa không tắt đương nhiên có thể sử dụng vô hạn ánh mắt mọi người đều sáng lên quả nhiên không hổ là minh lão quả là tài trí hơi suy nghĩ đã có thể nghĩ ra kế sách đối phó với đại chu lần này ổn rồi sáng sớm ba ngày sau trời tờ mờ sáng lục tiêu nhiên vẫn đang minh tưởng một bóng người lặng lẽ lẻn vào trong sân của hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ánh mắt lục tiêu nhiên khẽ động cửa phòng lặng lẽ mở ra linh khí của hắn hóa thành một bàn tay to lớn túm lấy người kia vào trong phòng bái kiến lục tiền bối lục tiêu nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái luyện thần cảnh tứ trọng rất tốt ngươi tiến bộ rất nhanh đấy nhờ có công pháp đế giai cùng đế huyết đan mà tiền bối ban cho nên hậu bối mới có thể tiến bộ trong thời gian ngắn như vậy Lục tiêu nhiên gật đầu. Ngươi hiểu vậy là tốt. Đến tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì sao? Thưa tiền bối, triều đình có lệnh cho triệu tập chư vương, truy sát hoàng tuyền minh lão. Lục tiêu nhiên không khỏi hơi nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên. Hoàng tuyền minh lão này lại đáng sợ như vậy sao? Khiến cho triều đình đại chu phải triệu tập chư vương để truy sát hắn. Không chỉ có vậy, nghe nói còn có hai vị lão tổ hoàng cảnh dẫn đầu nữa. Chật, lục tiêu nhiên không khỏi hít sâu một hơi trong lòng hoàng tuyền minh lão này có hơi đáng sợ quá rồi khiến cho triều đình đại chu lại dùng đến cả lão tổ hoàn cảnh đây chính là tồn tại tương đương thái thượng trưởng lão của thiên ma tông gần như có thể nói là nhóm người cao cấp nhất trong vương thất cũng may hai ngày trước hắn vẫn luôn trốn trong phòng tu luyện không đi ra ngoài nếu không thì thảm rồi dẫu sao bây giờ hắn cũng chỉ mới hoàn cảnh nhất trọng mà thôi mà tu vi của Hoàng Tuyền Minh Lão chắc chắn là trên hoàn cảnh cả mấy tầng. Lỡ như đụng phải Hoàng Tuyền Minh Lão đó, không biết chừng sẽ nảy ra một trận chiến khốc liệt, chỉ cần bản thân hắn hơi lơ là một chút là có thể bị đối phương chém chết. Hoàng Thành quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, nên khiêm tốn thì vẫn hơn. Tiền bối, lát nữa vãn bối phải đi tập hợp rồi, cho nên muốn tới đây báo cho tiền bối một tiếng. Lục tiêu nhiên gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, rồi đưa cho cơ vô thương một bộ hộ giáp thiên giai cực phẩm, lại bố trí thêm vài trận pháp phòng ngự trên người cơ vô thương, rồi phát ra một ấn ký có thể theo dõi trạng thái của cơ vô thương bất cứ lúc nào. Dẫu sao thì cơ vô thương cũng là người được hắn lựa chọn bồi dưỡng để trở thành hoàng đế đại chu. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì lục tiêu nhiên sẽ thất bại trong gan tất rồi. Làm xong xuôi mọi chuyện, lục tiêu nhiên lại nói. Ngươi đi đi, nhớ lấy, đừng quá manh động, chuyện thể hiện cứ để cho người khác làm, người chỉ cần sống sót trở về, không cục tay cục chân là được rồi. Vâng. Vậy Vãn Bối xin cáo từ. Chờ một chút, ta hỏi cái này, Lâm Phi có đi không? Thưa tiền bối, Lâm Phi không đi. Vãn Bối không chú ý đến hắn lắm, nhưng chắc hắn đang chuyên tâm tu luyện chuẩn bị cho trận chiến ở Cấm Địa Hoang Cổ sắp tới. Dù sao, trong thời gian ngắn, Cấm Địa Hoang Cổ mới là quan trọng nhất thì ra là như vậy, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Lục Tiêu Nhiên khoát tay, chờ cơ vô thương đi rồi hắn lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ. Vốn định tìm cơ hội trừ khử Lâm Phi, bây giờ xem ra không được rồi. Loại chuyện vừa nguy hiểm vừa không được ít lợi gì, Lâm Phi không đi cũng là bình thường. Nhưng hắn chăm chỉ chuẩn bị cho trận đấu ở Cấm Địa Hoang Cổ đến như vậy. Dựa theo kịch bản thông thường, hắn chắc chắn sẽ có được một món thậm chí nhiều món hời cực lớn ở cấm địa hoang cổ. Chỉ cần là đồ khí vận chi tử quan tâm đến đều không tệ, mà những thứ có thể khiến cho khí vận chi tử vô cùng quan tâm đến, lại càng không tệ. Lâm Phi rất có thể sẽ thể hiện xuất sắc ở cấm địa hoang cổ lần này. Thậm chí Tu Vi sẽ tăng lên không ít. Mà lục tiêu nhiên lại không thể vừa xông lên là đã giết chết được Lâm Phi, như vậy là không thực tế. Chưa kể đến Nhữ Dương sẽ bảo vệ cho chồng mình, chỉ có mỗi một lâm phi thôi cũng đã có mấy người che chở rồi. Trong tài liệu mà Lục Tiêu Nhiên đã đọc lúc trước có nhắc đến nhất mạch ưng vương phủ đứng sau Nhữ Dương và Hoa Vương Phủ cực kỳ thích Lâm Phi, mối quan hệ của họ với Lâm Phi đều khá tốt. Không cần phải nói, chắc chắn là loại nhân vật phụ trên con đường tiến bước của nhân vật chính, khi chưa phát dục hoàn toàn, đứng ra bảo vệ tính mạng cho nhân vật chính. Hiện giờ tu vi của họ rất cao, theo lý thuyết, sẽ không xả giao nhiều với Lâm Phi nhưng bởi vì lâm phi tự mang trên mình hào quang suy giảm trí tuệ trí tuệ của đối phương sẽ tục dốc không phanh nói chung không cần biết thế nào chỉ cần có người muốn đối phó lâm phi bọn họ nhất định sẽ liều mạng bảo vệ lâm phi lục tiêu nhiên đã quá quen thuộc kịch bản đương nhiên hiểu rất rõ đây không phải là điều mà hắn có thể thay đổi được thật ra lục tiêu nhiên không quan tâm lắm một mặt tử ninh vương phủ không phải tượng đất nếu đối phương ra tay tử ninh vương phủ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Mặt khác, chỉ cần kéo dài đến cuối tháng, đợi tu vi mấy đồ đệ bảo bối của hắn tăng cao rồi, tu vi của hắn cũng sẽ có sự đột phá lớn. Chỗ đáng sợ nhất của vương phủ, không phải là vương gia đang kế vị, mà là các vị lão vương gia phía sau màn đã lui khỏi vị trí. Nghe nói tu vi của bọn họ, thấp nhất cũng phải là hoàn cảnh. Nếu không, đều là vương cảnh thì lục tiêu nhiên hoàn toàn không để vào mắt, bây giờ hắn đã có thể một mình đánh một đám vương cảnh rồi. Nhưng vẫn còn một số vấn đề là kế hoạch này chỉ có thể dùng khi giết chết Lâm Phi mà thôi. Sau khi giết chết Lâm Phi rồi, chuyện quan trọng còn lại là phải dìu dắt cơ vô thương lên kế vị. Khi đó, kế hoạch này sẽ trở nên vô ích. Xem ra ta phải nghĩ ra kế hoạch để đảm bảo ta có thể khống chế được Hoàng đế Đại Chu. Lục tiêu nhiên chống cầm, hơi trầm tư trong giây lát, chẳng mấy chốc khóe miệng đã hơi cong lên nếu đã định giết chết lâm phi vậy chi bằng lợi dụng hắn một chút để hắn giúp cho ta một tay cũng giống như việc lục tiêu nhiên đã giết chết hách của lâm phi sư tôn của hắn nguyệt ảnh đại đế để luyện thành đế hồn đan lục tiêu nhiên cũng chuẩn bị lợi dụng lâm phi giúp hắn đạt được một số mục đích là khí vận chi tử người mà lâm phi đắc tội có không ít đâu chỉ cần hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người châm chọc thậm chí ngấm ngầm hạ độc thủ với hắn ý nghĩa tồn tại của mấy người này chính là để cho Lâm Phi làm bẻ mặt, có thể còn bị Lâm Phi giết chết, thậm chí còn vô lý hơn nữa là họ sẽ bị hàng phục trước mị lực nhân cách, hào quang suy giảm trí tuệ của Lâm Phi, trở thành huynh đệ tốt, thuộc hạ tốt, cũng là liếm cẩu của Lâm Phi. Liếm cẩu gì đó thì lục tiêu nhiên lười để tâm đến. Nhưng những kẻ bị Lâm Phi đánh tàn phế, thậm chí là đánh bị thương, lục tiêu nhiên sẽ có thể lôi kéo và bồi dưỡng bọn họ. Dù sao, có tam nhất chân đồng, hắn cũng chẳng sợ người đó phản bội cứ thay đổi ký ức của người đó khiến đối phương vĩnh viễn bị khống chế thì không có vấn đề gì nữa rồi khống chế một mình cơ vô thương chưa đủ để bảo đảm rằng hắn có thể trở thành thế lực giật dây ở phía sau đại chu trong đó vẫn còn không ít nhân tố chưa xác định được trước giờ lục tiêu nhiên làm việc luôn cẩn trọng hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình có sơ sót gì hắn không thể khống chế cả triều đình đại chu chọn ai lên ngôi hoàng đế nhưng nếu tất cả những người được chọn sẽ trở thành hoàng đế đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn xếp hàng chờ hoàng thất đại chu chọn lựa ai sẽ làm hoàng đế thì có sao đâu tử vân lâu là một trong những tử lâu có tiếng nhất ở hoàng đô đại chu sự nổi tiếng của nó không nằm ở chất lượng đồ ăn cao cấp mà nằm ở biểu tượng của nó ở hoàng đô đại chu có vô số tử lâu nhưng chỉ có tử vân lâu là tử lâu duy nhất không được phép gây rối đây từng là tử lâu yêu thích nhất của vị hoàng đế sáng lập ra vương triều Đại Chu. Thậm chí còn có lời đồn rằng kinh đô Đại Chu đặt tại đây, không chỉ vì nơi đây có long mạch trời sinh và linh khí dồi dào, mà còn có một nguyên nhân khác nằm ở Tử Vân lâu. Cho dù ngươi là vương công quý tộc hay hoàng tử công chúa, dám gây rối ở đây, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì sẽ mất mạng. Nếu gây rối ở đại điện hoàng cung, có lẽ còn có một đường sống, nhưng ở đây, không nể mặt chút nào, chỉ có quy tắc hơn nữa nhất định phải tuân theo. Vào ngày hôm nay, trong phòng bao ở một góc của Tử Vân lâu chào đón một nhóm khách đặc biệt. Tuổi tác của bọn họ không quá lớn, người lớn tuổi nhất không quá 50 tuổi. Bởi vì đều là người tu luyện, nên mỗi người đều trông rất trẻ, trên cơ bản nhìn qua cũng chỉ tầm 20 tuổi. Những võ giả không cùng đẳng cấp, hoặc mạnh hơn đều không nhìn thấu cốt linh của bọn họ. Tôi Lạc Vân, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi cũng đến. Trước đó Nghe nói ngươi đắc tội lâm phò mã, bị phế đi một cánh tay. Không ngờ nhanh như vậy, thiên vân vương phủ đã chữa khỏi cánh tay bị gãy của ngươi rồi. Nam tử được gọi là cơ lạc vân hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt đối phương. Cơ thiên thủy, ngươi có tư cách gì mà chế nhạo ta ở đây? Nếu ta nhớ không lầm, người đầu tiên đắc tội lâm phò mã ở hoàng thành chính là ngươi nhỉ. Lúc đó bị tên tiểu tử lâm phi dùng một chưởng đập vỡ đang điền, bị dọa sợ tới đái ra quần sao vậy đang điền vừa lành lại liền bắt đầu ngứa da rồi hai câu này vừa nói ra mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập trong không khí thấy cả hai sắp đánh nhau một nữ tử trong đám người liếc họ một cái nói hai người các ngươi có gan thì đi tìm lâm phi tính sổ đi chó cắn chó ở đây cũng không ngại miệng dính đầy lông nàng vừa nói ra lời này hai người lập tức không nhịn nổi mà chế nhạo cơ phương hoa ở đây có chỗ cho ngươi chen miệng vào hả đúng vậy trước đây ngươi coi thường lâm phi kết quả liền bị lâm phi làm mất mặt không chỉ bị lâm phi đánh bại bị thương nặng khi theo đuổi người ta còn bị sỉ nhục trở thành trò cười của tề vương phủ thậm chí là trò cười của cả hoàng đô nói đúng ra ngươi còn mất mặt hơn nhiều so với hai chúng ta sau này chúng ta sẽ tiếp tục sống như trước đây nhưng ai đó phỏng chừng sẽ không có ai cần đâu cơ phương hoa lắc đầu không hề có vẻ tức giận ấu trĩ ta có người muốn hay không đó là việc của ta nhưng các ngươi chỉ lo âm dương quái khí ở đây chẳng lẽ không nghĩ một chút chuyện hôm nay có chút kỳ quái sao có gì mà kỳ quái các ngươi hẹn ta tới dùng bữa bản thế tử liền cho các ngươi mặt mũi mà thôi cơ phương hoa liếc hắn nói ngươi nghĩ nhiều rồi không có ai hẹn ngươi ta vừa mới nói chuyện riêng với thanh sơn người bên dưới nói là thanh sơn hẹn ta nhưng trên thực tế hai người chúng ta đều không hẹn nhau còn mấy người các ngươi không đánh nhau là đã tốt lắm rồi làm sao có thể hẹn nhau rõ ràng là ai đó đã mượn danh nghĩa của chúng ta để hẹn riêng người khác đến đây những lời này vừa nói ra vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên ngưng trọng ai có gan lớn như vậy vậy mà dám lừa gạt thế tử quận chúa của mấy vương phủ chúng ta cơ thanh sơn gõ nhẹ vào tay cầm ghế bình tĩnh tính toán rồi nói mấy người ở đây hôm nay lạc vân thiên thủy phương hoa thanh sơn và ta đều là hoàng tộc của đại chu thế tử quận chúa của các đại vương phủ hơn nữa chúng ta đều từng đắc tội hoặc gián tiếp đắc tội lâm phò mã mà còn bị lâm phò mã chỉnh sửa đây là điểm đặc biệt duy nhất của chúng ta nếu đối phương hẹn chúng ta thì chắc hẳn là có liên quan đến lâm phi đương nhiên lâm phi không thể mời chúng ta nên chỉ có một khả năng Đối phương là kẻ thù của Lâm Phi. Hơn nữa còn muốn tập hợp kẻ thù của Lâm Phi lại. Lời này vừa nói xong, hai tiếng khen ngợi đột nhiên truyền đến từ trong không trung. Không tệ, quả nhiên không hổ là thế tử Vương phủ, rất thông minh. Ai? Sắc mặt đám người đều thay đổi, linh khí trong cơ thể lập tức bạo phát. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo liền bị một lực lượng mạnh mẽ hơn áp chế, không thể kích hoạt linh khí trong cơ thể vẻ mặt của tất cả mọi người trong phút chốc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần thần bí bí như vậy, đi ra. Cơ thiên thủy khẽ quát lên, dây tiếp theo, không khí vặn vẹo, lục tiêu nhiên biệt khăn che mặt, mặc áo tròn đen, đầu đội nón tre, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn nhìn đám người, mang theo vẻ thương hại. Những người này, dù là tu vi hay trí tuệ đều rất không tồi, dù sao cũng là huyết thống trực hệ của các đại vương phủ dưới hoàng tộc Đại Chu. Đáng tiếc lại gặp phải Lâm Phi, vì vậy, bị buộc phải làm một số việc ngu ngốc mà ngày thường sẽ không bao giờ làm, chọc giận Lâm Phi, sau đó liền bị chỉnh sửa một lần. Ngươi là người của Ma Môn. Kỳ Thanh Sơn nheo mắt, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh cất tiếng. Có điều, trên người ngươi không có tà khí. Nếu không phải là người của Ma Môn, vậy thì lập tức rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu nếu không ngươi sẽ không gánh chịu được hậu quả của việc bắt cóc hậu duệ trực hệ của các đại vương phủ đâu lục tiêu nhiên chậm rãi nâng nón tre lên đôi mắt với đồng tử màu vàng kim lập tức ánh vào tầm mắt của đám người thân hình của mấy người không khỏi cứng lại đồng tử bắt đầu giãn ra ý thức chìm vào trống rỗng thân phận của ta các ngươi lập tức sẽ biết lục tiêu nhiên mỉm cười truyền cho đám người một đoạn ký ức mà bọn họ vốn không hề có sau đó hắn chia cho mỗi người một viên đế huyết đan. Con rối phải có tác dụng mới là một con rối, nếu không chỉ là một đống rác lớn mà thôi. Cùng lúc đó, ở một nơi cách hoàng đô mấy nghìn dặm, sáu vị cao thủ mặc trang phục của hoàng tộc cũng bị ngọn lửa màu vàng nhạt đốt cháy thành tro bụi ở trong tiếng gào thét phẫn nộ. Hồn phách cũng hoàn toàn tan biến. Cách đó không xa, Minh Lão mặt trường bào màu vàng ném ra một chiếc bình sứ bạch ngọc thượng hạng, thu ngọn lửa vàng nhạt thu vào trong đó gương mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý. Sáu vị cao thủ kham ly cảnh, trong đó tu vi thấp nhất cũng là kham ly cảnh ngũ trọng, lại không thể chống lại được ngọn lửa vàng nhạt này thiêu đốt trong mười mấy giây. Ngọn lửa màu vàng này quả nhiên rất lợi hại. Người hầu tà tu mang theo vẻ ngưỡng mộ nói. Chúc mừng Minh Lão, đã lấy được thần hỏa. E rằng thần hỏa này có uy lực không hề kém thánh binh. Thánh binh? Ha ha ha, hoàng tuyền minh lão khinh thường liếc nhìn tầm mắt của các ngươi chỉ có thể nhìn thấy thánh binh ngọn lửa bật này tuyệt đối không phải thánh binh uy lực của nó không kém đế binh a à, đế binh đám người trợn tròn mắt một cổ hàng ý từ lòng bàn chân sông đến đỉnh đầu da đầu truyền đến từng trận tê dại minh lão không khoa trương như vậy chứ nó chỉ là một ngọn lửa mà thôi hoàng tuyền minh lão liếc nhìn đám người ngươi đã bao giờ nhìn thấy ngọn lửa có thể giết chết cao thủ kham ly cảnh trong nháy mắt chưa ngọn lửa này đã có ý thức của mình trừ khi là cơ thể sống hoặc thể linh hồn nó bám vào đã bị đốt cháy hoàn toàn nếu không nó sẽ không bao giờ tắt ngừng lại một lúc hắn lại nói ta cũng đã may mắn được nhìn thấy uy lực của đế binh quả thực chấn động đất trời tuy nhiên uy lực của ngọn lửa này không thua kém gì đế binh bởi vậy ta dám khẳng định nó có thể so sánh với đế cảnh. Sau khi được minh lão xác nhận lại, đám người không khỏi hoảng sợ. Thật đáng sợ. Ngọn lửa này lại có thể sánh bằng đế binh. Vậy người tạo ra ngọn lửa này phải mạnh mẽ đến mức nào? E rằng lực lượng của hắn đã vượt qua cả đại đế trong truyền thuyết rồi. Chẳng lẽ người tạo ra ngọn lửa này là thần? Hoàng tuyền minh lão nhìn bình sứ trong tay mình, mắt tràn đầy cảm khái và sùng kính ngọn lửa này chắc chắn là thần hỏa người sáng tạo ra nó cũng chắc chắn là một vị thần tu vi của hắn đã là hoàn cảnh ngũ trọng bởi vì ở tầng thấp nhất của thiên lao trong thời gian dài bị trận pháp ăn mòn đủ nên hiện tại hắn chỉ có thể phát huy ra thực lực hoàn cảnh nhất trọng nếu đổi lại là trước đây hắn không biết đã sớm trốn đi đâu nhanh chóng chữa thương khôi phục thực lực đỉnh cao tuy nhiên sau khi sở hữu ngọn lửa này hoàng tuyền minh lão đã có thêm phần tự tin Hắn không cần phải trốn nữa. Hắn muốn giết tất cả những truy binh do hoàng thành cử đến, lợi dụng huyết khí của bọn họ để củng cố tu vi của mình. Tất nhiên, không phải dựa vào thực lực của hắn, mà là ngọn lửa bí ẩn bá đạo này. Chờ cho đến khi tinh luyện đủ lượng huyết khí của cường giả hoàng tộc để khôi phục thực lực đỉnh cao, rồi sẽ quay trở lại ma môn. Đến lúc đó, có lẽ, thứ mà hắn theo đuổi không còn là người đứng đầu dưới quyền của Ma Tôn nữa có lẽ hắn nên thử ngồi ngang hàng với ma tôn đại nhân hoặc liên hôn với ma tôn đại nhân cùng cai quản ma môn nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không dám nghĩ tới những chuyện như vậy bởi vì thực lực của hắn và ma tôn có sự khác biệt rất lớn khoảng cách như khe sâu hắn sùng bái ma tôn nhưng cũng kính sợ ma tôn hắn coi việc phục tùng ma tôn là niềm vinh dự nhưng giờ đây ngọn lửa vàng kim này đã truyền cho hắn dũng khí và sự tự tin khiến hắn cảm thấy bản thân dường như là người không gì không thể làm được. Hắn giống như một kẻ si tình, vuốt ve chiếc bình sứ ngọc bích màu trắng, trong mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Lần này, hắn mất đi không biết bao nhiêu thuộc hạ, bị đồ đệ phản bội, không ngờ lại chuyển họa thành phúc. Hoàng tuyền Minh Lão cảm thấy bây giờ bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Minh Lão, ngọn lửa này mạnh mẽ như vậy. Hay là ngài hãy đặt cho nó một cái tên? lời đề nghị này vừa đưa ra hoàng tuyền minh lão đã phản ứng lại ngay lập tức không sai lời này có lý nếu không đặt cho ngọn lửa thần này một cái tên xuất chúng vậy thì thật là xúc phạm đến thần uy của nó nhưng gọi nó là gì thì được đây minh lão pháp hiệu của ngài là hoàng tuyền chi bằng gọi nó là hoàng tuyền thánh hỏa hoàng tuyền minh lão gật đầu không tồi hoàng tuyền thánh hỏa cái tên này đúng với tâm ý của ta đã vậy từ nay về sau sẽ gọi nó là hoàng tuyền thánh hỏa chúc mừng minh lão đã lấy được hoàng tuyền thánh hỏa thiên thu vạn đại thống nhất đại chu đám thuộc hạ thức thời nịnh nọt hoàng tuyền minh lão vuốt râu đắc ý rồi nghiêm mặt nói truyền mệnh lệnh của ta bày đại trận hắc phong tà sát đem hết những linh thạch mà chúng ta đã chiếm được ra lão phu sẽ ở ngay đây một lưới thu gọn đám truy binh của đại chu dùng máu của chúng để giúp lão phu hoàn toàn phục hồi thương thế, khôi phục lại thực lực đỉnh cao. Vâng. Về phía hoàng đô, khi Lục Tiêu Nhiên trở lại vương phủ, trời mới tờ mờ sáng. Hắn sử dụng thời gian cả đêm truyền một đoạn ký ức cho đám người Cơ Thiên Thủy, Cơ Thanh Sơn, để bọn họ tuân theo mệnh lệnh của mình. Sau đó, hắn lại sử dụng đế huyết đan để giúp họ nâng cao tu vi. Như vậy, trong tay của mình đã tương đương với việc có sáu trực hệ của vương phủ. Hoàng thất Đại Chu có tổng cộng 12 vương phủ, hai trong số đó thuộc về phe của Lâm Phi. Bốn vương phủ còn lại trung thành với hoàng thất. Theo quy định của hoàng thất Đại Chu, chỉ cần hội tụ đủ 8 vương phủ thì sẽ có tư cách thách đấu với đương kim thái tử điện hạ của hoàng thất. Nếu thách đấu thành công, sẽ trở thành người kế vị của Đại Chu và lên làm hoàng đế của Đại Chu trong tương lai. Đây có thể coi là tầm nhìn xa trông rộng của tổ tiên Đại Chu hắn đang nghe truyện trên tv audio cv biết chỉ truyền xuống một mạch nếu một thế hệ nào có vấn đề đó có thể là sự kết thúc của toàn bộ vương triều đại chu vì vậy quy tắc này được thiết lập để thúc đẩy hoàng tộc nỗ lực không ngừng để tránh bị người khác vượt mặt đồng thời cũng có thể được coi là cung cấp cho những người có huyết mạch thấp hơn một giấc mơ và cơ hội để phấn đấu dù sao đều là dòng máu của mình ai làm hoàng đế và ai làm vương không phải đều như nhau sao chỉ cần có thể bảo đảm vương triều đại chu liên tục không ngừng có được nhân tài mới đại chu đương nhiên sẽ thịnh vượng hai vương phủ còn lại lục tiêu nhiên cảm thấy không có vấn đề gì lớn về sau lại nghĩ cũng không muộn đợi đến khi cấm địa hoang cổ mở ra sau khi hắn nghĩ ra cách giết lâm phi cho dù nữ dương muốn gây rắc rối cho cơ vô hà hắn cũng không cần lo lắng nữa ít nhất bây giờ nhân mạch của hắn chắc chắn không thấp nữ dương gọi được người hắn cũng gọi được người đương nhiên điều quan trọng nhất không phải là chuyện này mà là sau này lục tiêu nhiên có thể khống chế vòng chọn ra thái tử mới của vương triều đại chu đợi đến lúc đại chu rơi vào tay con rối của hắn hắn có thể nghỉ ngơi một lát rồi lúc đó hắn muốn tẩu bao lâu thì tẩu muốn tẩu tở đâu thì tẩu tở đó quá vui vẻ đúng lúc hắn vừa cảm thấy thoải mái được vài phút cơ vô tâm đã mang theo đồ ăn nhẹ và trái cây tới lục tiền bối ngài có ở trong không ta ở đây cửa không khóa ngươi có thể vào được giây tiếp theo cơ vô tâm mở cửa phòng bóng người đã xuất hiện trước mắt lục tiêu nhiên cơ thế tử đến đây sớm vậy có chuyện gì sao cơ vô tâm cười ha ha nói lục tiền bối đây là hoa quả vừa chuyển từ bên ngoài về ta mang cho ngài một phần thì ra là vậy ngươi thật có lòng đây là điều nên làm ngài truyền dạy công pháp cho vô hà dạy nàng tu luyện có ân lớn với vương phủ của chúng ta ta đương nhiên nên chăm sóc tốt việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của ngươi ở vương phủ một chút hoa quả này không là gì hết lục tiêu nhiên xua tay được rồi mấy lời khách sáo này đừng nói nữa mới sáng sớm ngươi đã tới đây hẳn không phải chỉ để đưa hoa quả đi cơ vô tâm bất đắc dĩ cười nói quả nhiên không hổ là lục tiền bối đều đã bị ngài nhìn ra rồi. Nói thật với ngài, tiền tuyến xảy ra chuyện rồi. Hửng! Lục tiêu nhiên hơi nhíu mày. Hoàng tuyền minh lão lợi hại như vậy sao? Bên phía hoàng tộc đã phái ra hai hoàng cảnh, lại thêm mấy vương cảnh, vậy mà đối phương vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Tất cả mọi người đều là hoàng cảnh, thực lực của đối phương như vậy, không phải bật hách đấy chứ. Nhưng, suy nghĩ cẩn thận lại, có vẻ như không có khả năng hoàng tuyền minh lão đã già như vậy đoán chừng không cần làm gì hắn cũng sẽ tự tìm đường chết khí vận không phải kẻ ngốc sao có thể thiên vị hắn được vậy có lẽ chính là hoàng tuyền minh lão cố ý che giấu tu vi của chính mình tu vi thực sự của hắn cao hơn một chút vậy nên mới có thể đảo ngược cục diện một lần nữa trong trận chiến thế giới này thật quá nguy hiểm khắp nơi đều có những lão hồ ly tiền bối ta rất lo lắng cho phụ vương ta muốn đi tiền tuyến vẻ mặt cơ vô tâm lo lắng nói lục tiêu nhiên giật mình sau đó liền gật đầu đứa trẻ này còn rất không tồi tuy đầu óc không lanh lợi lắm nhưng chí ít cũng hiếu thảo ta không quá tán thành ngươi đi dù sao tu vi của ngươi quá thấp đi rồi sẽ rất nguy hiểm cơ vô tâm cười nhẹ ta biết tiền bối sẽ nói lời này cho nên ta muốn tiền bối đi cùng ta đương nhiên không chỉ có hai chúng ta ta còn tìm thêm mấy vị cao thủ trong vương phủ hơn nữa, ta sẽ cho tiền bối một chút tiền công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài." Lục Tiêu Nhiên im lặng một lúc rồi nói, "Ngươi trả bao nhiêu? Ừm, 10 vạn hạ phẩm linh thạch được không? Bởi vì ta tìm khá nhiều người, linh thạch chia ra cũng không quá nhiều." Lục Tiêu Nhiên lại trở nên im lặng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cơ vô tâm đã che giấu sự cơ trí của mình mười vạn hạ phẩm linh thạch chuyển thành thượng phẩm linh thạch chỉ là một ngàn thượng phẩm linh thạch mà thôi. hắn không nói một ngàn thượng phẩm linh thạch mà nói mười vạn hạ phẩm linh thạch tạo số lượng khoa trương như vậy. nếu mình không để ý thật sự có thể bị hắn đánh lừa. vô tâm đây không phải vấn đề tiền bạc chủ yếu là tu vi của ta thực sự quá thấp nếu đi cũng là tìm chết. tiền bối ngài thật biết nói đùa rồi nói xong cơ vô tâm nhìn quanh thấy không có ai liền nhỏ giọng nói. Tiền bối, ta biết ngài đã che giấu tu vi. Tu vi của sư muội ta cũng là sơn hải cảnh. Thực lực của ngài có kém đến đâu, cũng hẳn phải là cảnh giới luyện thần. So với ta thì cao hơn nhiều. Lục tiêu nhiên nhìn hắn chầm chầm. Ngươi nói đúng. Nhìn vào việc ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không nên thu tiền của ngươi. Ta nên miễn phí đi cùng ngươi nhân tiện ta cũng phải mang theo mấy người đồ đệ sau đó tự bỏ tiền túi ra giúp ngươi thuê một lượng lớn cao thủ ở hoàng thành hộ tống ngươi đi gặp cha ngươi cơ vô tâm trừng to mắt tiền bối ngài đang nói đùa với ta sao là ngươi nói đùa với ta trước dùng một ngàn linh thạch liền muốn người khác đi tìm chết với ngươi mặt của ngươi cũng thật lớn cơ vô tâm cau mày nói tiền bối ta thật lòng muốn đi cứu cha trên tay ta không có nhiều linh thạch nếu có nhiều ta nhất định sẽ cho ngài nhiều hơn lục tiêu nhiên xua tay thật sự không phải vấn đề tiền bạc tu vi của ngươi quá yếu đi chính là nộp mạng lỡ như bị người ta bắt được sẽ khiến phụ thân ngươi phân tâm vậy nên ngươi cứ yên tâm chờ trong vương phủ đi vậy được rồi cơ vô tâm không cam lòng lắm nhưng lục tiêu nhiên không muốn đi hắn cũng không có cách nào khác sau khi hắn đi rồi, lông mày của lục tiêu nhiên không khỏi cau lại. Xem ra hoàng tuyền minh lão này hơi khác thường, khá khó đối phó. Nếu như vậy, có lẽ cơ vô thương đã gặp nguy hiểm. Ta không dễ dàng gì mới khiến hắn thăng lên luyện thần cảnh tứ trọng, còn cho hắn ăn một viên đế huyết đan. Nếu bị giết chết, thì không phải là bị thiệt rồi sao? Có điều, hoàng tuyền minh lão đó thực sự quá mạnh. Nếu ta vội vàng chạy tới, có lẽ sẽ phải tặng kinh nghiệm cho người ta quên đi, vẫn nên đợi thêm hai ngày xem sao. Dù sao ấn ký ta gieo vào cơ thể cơ vô thương vẫn chưa dao động. Không biết chừng ngày mai cơ vô thương sẽ trở lại. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên lại minh tưởng, bắt đầu tu luyện công pháp của mình. Sau đó, một ngày trôi qua, cơ vô thương không quay về. Hai ngày sau, cơ vô thương vẫn chưa quay về. Đến ngày thứ ba, cơ vô thương vẫn chưa quay lại. Điều này khiến lục tiêu nhiên có chút không thể ngồi yên. Bởi vì hắn cảm nhận được ấn ký trên cơ thể cơ vô thương có hơi dao động. Lúc đầu chỉ có phản ứng nhỏ giống như xe đang lười biến chạy, sau đó dao động của ấn ký, bắt đầu vọt lên nhanh chóng, như thể màn dạo đầu kết thúc, bắt đầu vào màn chính, đang trong quá trình chạy nước rút. Mẹ kiếp! Dao động càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn rồi. Không phải cơ vô thương sẽ không ổn rồi chứ. Ta phải nhanh đi xem một chút khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một con rối không thể bị người ta giết đơn giản như vậy được nếu không tổn thất quá lớn rồi vì vậy lục tiêu nhiên lập tức triển khai tam nhất chân đồng sau khi hấp thụ thái hư hỗn độn bộ tam nhất chân đồng sẽ có năng lực di chuyển tức thời siêu cao ở một phía khác cách hoàng đô hàng ngàn dặm cơ vô thương và đám đệ tử vương thất đều bị tà tu trói tại chỗ cắn răng nghiến lợi chống đỡ trong đại trận tà sát này tu vi của bọn họ đều bị trấn áp, không thể phát huy trình độ bình thường. Mà thuộc hạ của Hoàng Tuyền Minh Lão, sau khi lục tiêu nhiên ra tay, những người còn lại cũng là cao thủ. Thêm vào đó, Hoàng Tuyền Minh Lão và bọn họ cắn nuốt vào khí huyết, quán khí, quế khí, huyết khí của bọn họ cùng những tà tu bị lục tiêu nhiên chém giết nên tu vi lại được tăng lên trên diện rộng. Do đó, thực lực giữa hai bên xuất hiện trên lệch như vách đá còn hai cường giả hoàn cảnh của hoàng tộc cùng với mấy vị vương cảnh đang chiến đấu kịch liệt với hoàng tuyền minh lão trên tầng mây căn bản không có thời gian để cứu bọn họ cơ vô thương cắn chặt răng nhìn bầu trời trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng vào lúc này ngay cả khi có công pháp đế giai và chiến thần quyết do tiền bối truyền dạy hắn cũng không thể làm gì được nói cho cùng bản thân chiến thần quyết chỉ là một công pháp mang tính bổ trợ có thể nâng cao tu vi nhưng trong trận chiến phải liên tục chiến đấu mới có thể gia tăng uy lực của nó, mà bị động phòng ngự sẽ không phát huy được hiệu quả. Lục Tiền Bối, vãn bối bất tài, sắp bị tiêu diệt rồi. Trong lòng bi vẫn gầm lên một tiếng, cơ vô thương cảm thấy hồn phách của mình đang bị càng nhiều tà khí xâm nhập, sắp không thể cầm cự được nữa. Trên tầng mây, nhiều tia sáng không ngừng tách ra rồi lại va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều làm cho những đám mây nổ tung làm xuất hiện một khoảng không xanh thẳm trên bầu trời. Một lúc sau, ánh sáng dần tắt, bóng dáng của đám người cũng từ từ lộ ra từ trong đám mây. Chật chật, đường đường là hoàng thất đại chu cũng chỉ có một chút trình độ còn còn như vậy sao? Thật là khiến người ta hơi thất vọng. Kẻ lên tiếng chính là Hoàng Tuyền Minh Lão. Chỉ thấy một tay hắn cầm cái bình sứ bằng bạch ngọc, tay kia chấp sau lưng, giống như một cao nhân tuyệt thế siêu phàm thoát tục, đánh tan tác tám phương. Ban đầu, hoàng tuyền minh lão còn tưởng rằng ngọn lửa vàng này là do hoàng thất đại chu lấy được nhưng khi hắn nhìn thấy truy binh của hoàng thất đại chu cũng không có cách nào chống lại ngọn lửa vàng ống này lúc đó hắn mới hiểu ra ngọn lửa này không phải của hoàng thất đại chu mặc dù không biết ngọn lửa này rốt cuộc đến từ đâu nhưng hoàng tuyền minh lão lại càng thêm đắc ý mượn sức mạnh của ngọn lửa này đại hiển thần uy trong số các đối thủ hắn đã giết một vị cường giả vương cảnh vẫn còn chừa lại ba vị vương cảnh, hai trong số họ thì bị gãy một cánh tay, người còn lại thì chỉ còn một chân. Hai cao thủ hoàng cảnh, mỗi người cũng bị chặt đứt một ngón tay. Lúc này, vẻ mặt của nhiều cao thủ hoàng thất đều vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có ngọn lửa vàng kia, chỉ bằng sức mạnh của từng người bọn họ thì đã bắt được Hoàng Tuyền Minh lão từ lâu rồi. Tiếc là lại có ngọn lửa kỳ quái này, bọn họ hoàn toàn không thể lại gần, nếu không, một khi đã dây vào ngọn lửa trừ khi chặt đứt phần linh hồn bị ngọn lửa bám vào, nếu không, khi ngọn lửa vàng đó lan ra thì bọn họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Mọi người cẩn thận một chút, đừng bị hắn chọc tức. Ngọn lửa này thật quái dị, người đến gần rất dễ bị nhiễm lên, mọi người chú ý, không được để mất tập trung, tấn công từ xa, tiêu hao thể lực của hắn. Ngoài ra, phải mang đầy đủ đồ phòng ngự. Ngọn lửa này không thể tạo thành hiệu quả xuyên thủng trong nháy mắt đối với đồ phòng ngự thiên giai trở lên. Nếu là đồ phòng ngự dưới thiên giai thì sẽ không chống lại được, sẽ bị thiêu trụi trong nháy mắt. Trong số ba vị vương gia, tử ninh vương nghiến răng nói. Hai vị hoàng thúc, mấy đứa nhỏ của vương phủ chúng ta đều ở dưới kia. Tà tu lại quá nhiều, bọn họ đều không phải là đối thủ của chúng, một khi bị tà khí cảm nhiễm thì rất phiền phức. Hai vị cường giả hoàn cảnh đều cau mày. Tử ninh, việc cấp bách bây giờ là đối phó với hoàng tuyền minh lão. Nếu hôm nay không chém chết hắn, trong tương lai hắn nhất định sẽ là họa lớn của đại chu ta về phần bọn vô thương nếu đã là huyết mạch của hoàng thất đại chu thì phải có tinh thần hy sinh vì đại chu tất cả đều lấy đại cục làm trọng tử ninh vương siết chặt tay còn sót lại móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay hai vị vương gia còn lại cũng không chịu nổi những người bên dưới đều là cốt nhục thân sinh của bọn họ không ai muốn nhìn thấy chúng ngã xuống nhưng những gì hai vị hoàng thúc nói không sai Hoàng Tuyền Minh Lão quả thật là họa lớn của Hoàng Thất. Hai vị Hoàng Cảnh và bốn vị Vương Cảnh liên thủ cũng không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn giết đi một người, những người còn lại đều mang thương tích trên người. Chiến tích này cũng đủ khiến cho Đại Chu phải kiên dè. Nếu hôm nay không giết được hắn, một ngày nào đó ma môn ngóc đầu dậy, e là cái giá mà Hoàng Thất phải trả sẽ còn lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, mọi người đều dùng dập vận chuyển linh khí trong cơ thể mình, khí thế không ngừng dâng lên. Mọi người tranh thủ thời gian, dù thế nào cũng phải giết chết Hoàng Tuyền Minh Lão trước khi bọn vô thương không thể cầm cự được nữa. Hoàng Tuyền Minh Lão khẽ liếm môi, một tia sáng khát máu xẹt qua khóe mắt. Thứ hắn muốn chính là khiến cho bọn họ tự loạn trận cướp. Chỉ cần bọn họ càng muốn tấn công hắn thì lại càng dễ dàng bị hắn nhắm tới, nắm lấy cơ hội, thả ra Hoàng Tuyền Thánh Hỏa. Khí huyết của một vị vương cảnh nào đó vừa bị giết đã bị thôn thiên ma công của hắn hấp thụ, lúc này tu vi của hắn đã khôi phục đến hoàn cảnh nhị trọng nếu hắn có thể hấp thụ hết khí huyết của những người này tu vi của hắn không chỉ có thể khôi phục đến hoàn cảnh lục trọng mà còn có thể tiến thêm một bước nữa thở đốc một lát trận chiến thứ hai lại nổ ra trên bầu trời điện quan chấp sáng chạm vào nhau rồi nổ tung dẫn đến thiên địa dị tượng khiến kẻ khác phải khiếp sợ ở bên dưới đám người cơ vô thương rõ ràng đã không thể chịu nổi nữa có quá nhiều tà tu Ước chừng có khoảng 2.000 tên tà tu, con số này còn lớn hơn nhiều so với bọn họ, một đỏ với 20. Không những vậy, đối phương còn hấp thụ khí huyết của những tà tu khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Trong đại trận tà sát của ma môn, thực lực của bọn chúng cũng tăng lên, mà đám người cơ vô thương lại yếu đi. Mấy yếu tố chồng lên nhau, tình thế quá bất lợi, bọn họ bị trấn áp, không có cách nào xông ra khỏi vòng vây đáng sợ hơn nữa là mục tiêu tà tu không phải là giết bọn họ mà là bao vây bọn họ đến chết muốn dùng tà khí lây nhiễm bọn họ biến tất cả bọn họ thành tà tu đến lúc đó sự tham lam khát máu các loại cảm xúc tiêu cực khác trong tư tưởng của bọn họ sẽ càng ngày càng tăng lên sẽ chiếm đi lý trí của họ và biến họ trở thành tay sai cho ma môn mọi người ta không chống đỡ được nữa rồi đi trước một bước ta là huyết mạch của hoàng tộc đại chu dù có chết ta cũng không làm tay sai cho ma môn phốc phốc theo âm thanh nặng trĩu xuyên thấu vào cơ thể một vị thế tử của vương phủ tự sát vào giây phút cuối cùng khi cảm thấy còn cách nào kiểm soát lý trí của bản thân hắn dứt khoát lựa chọn cái chết để bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thất đại chu vạn tuế phốc phốc sau khi thét lên lại có thêm một vị thế tử của vương phủ chọn cách tự sát nếu đã không thể tự cứu mình thì chỉ có thể lựa chọn tự sát. huyết mạch của hoàng tộc có tôn nghiêm của mình, họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình trở thành tay sai của ma môn, không thể bị ma môn trà đạp lên tôn nghiêm của mình. nhìn thấy huyết mạch hoàng tộc tự sát, vẻ mặt đắc thắng trước đó của đám tà tu lập tức trở nên âm u. mau lên, phóng ra nhiều tà khí hơn, tăng tốc lây nhiễm đi. nếu không thì tất cả bọn họ sẽ tự sát hết. một đám hoàng tộc bị lây nhiễm không chỉ là một đám người có huyết mạch hoàng tộc mà chính là những tu sĩ thiên tài quan trọng hơn là có thể làm mất sạch thể diện của đại chu đối với những tu sĩ đã bị đại chu giam cầm không biết bao nhiêu năm còn gì sung sướng hơn nữa ở trong trận pháp cơ vô thương đã gần như không thể cầm cự trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn tà khí xâm nhập vào cơ thể điên cuồng xâm lấn linh hồn của hắn như thể muốn chiếm lấy linh trí của hắn hắn cảm thấy đã có một phần cơ thể bắt đầu không chịu sự điều khiển của mình nữa rồi nhưng vào lúc này đột nhiên một tia sáng màu vàng phát ra từ ấn đường của cơ vô thương giống như một thanh kiếm sắt bén xuyên qua bóng tối trực tiếp bổ ra tà khí màu đen đang bao quanh hắn đó là dấu ấn tinh thần mà lục tiêu nhiên đã đặt trong cơ thể của cơ vô thương dấu ấn tinh thần này đã bảo vệ một phần linh đài cuối cùng của cơ vô thương ngăn chặn tà khí ăn mòn linh trí của hắn ánh mắt của những tên tà tu lập tức trở nên phẫn hận. Tiểu tử này, không ngờ lại còn giấu chiêu này. Tập trung, tập trung tất cả tà khí vào trên người tên nhóc này, hãy lây nhiễm hắn trước tiên. Tà tu khuếch đại vô hạn những suy nghĩ tiêu cực trong cơ thể mình, ghen ghét đố kỵ cũng nằm trong số đó. Bọn chúng đều bị hoàng tuyền minh lão lây nhiễm, nhưng cơ vô thương lại có biện pháp chống cự. Cho nên, bọn chúng muốn đánh tan dấu ấn tinh thần này, dù thế nào thì bọn chúng đều muốn lây nhiễm được cơ vô thương, kéo hắn vào trong ma môn, trở thành người như bọn chúng. Thế nhưng, đúng lúc này, từ hoàng đô đột nhiên có một luồng ánh sáng còn nhanh hơn cả ti chớp phóng đến. Xoẹt xoẹt. Nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với luồng kim quang trên ấn đường của cơ vô thương. Luồng kim quang kia chỉ bổ ra tà khí trước mặt cơ vô thương. Nhưng luồng kim quang còn bổ ra tà khí trên tháp đỉnh núi, những tia sáng lan ra gần trăm vạn mét bổ ra tà khí đen kịt khắp núi đồi ầm ầm rơi xuống đất ầm đại trận tà sát của ma môn trên mặt đất đã bị phá hủy trong tích tắc cùng với đó còn có mấy trăm tên tà tu bị sóng xung kích tập kích nghiền nát ngay tại chỗ biến thành tro bụi cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm công công kích thật mạnh một vị quận chúa của vương phủ trận to mắt vẻ mặt không thể tin nhìn một đòn công kích này đây sợ là không kém gì một cường giả hoàn cảnh đúng chứ là hai vị tiền bối của hoàng tộc kia sao nhưng khí tức của hai vị tiền bối rõ ràng đang chiến đấu cùng với hoàng tuyền minh lão ở trên kia khí thế của một cường giả hoàn cảnh còn cao lớn hơn một ngọn núi khí tức mạnh mẽ giống như đã thành vật thật hoàn toàn không có chuyện nàng không cảm nhận được chẳng lẽ hoàng thất vừa lại một vị tiền bối khác tới hỗ trợ chỉ có ánh mắt của cơ vô thương không ngừng lấp lánh Khí tức này là của Tiền Bối, nhất định là Tiền Bối đến rồi. Mà phía trên bầu trời, tất cả mọi người đều sững sờ. Có một luồng khí thế rất mạnh đang nhanh chóng tiếp cận chỗ này. Phương hướng này đúng là đến từ hoàng thành bên kia, là tiền bối của hoàng tộc sao? Không phải, khí tức này chưa từng có trước đây. Trong khi tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, ở cách đó không xa, bức tường không gian đã trực tiếp bị xé rách. Theo sau đó là một bóng người mặc trường bào màu đen đầu đội đấu lạp, không nhìn rõ bộ dạng người nọ như thế nào, hắn từ từ bước ra từ trong khe nứt không gian. Mặc dù thoạt nhìn động tác có vẻ từ tốn thông thả, nhưng chưa đến hai bước, hắn đã từ trên tầng mây xuống đến mặt đất. Quy thế của hoàn cảnh đè xuống, nhóm tà tu đột nhiên cảm thấy áp lực dân trào. Quy thế mạnh mẽ khiến bọn chúng không sinh ra nổi ý nghĩ chạy trốn. Lục tiêu nhiên cũng lười nói những lời vô nghĩa. Đối mặt với những kẻ giết người không chớp mắt này, hắn không cần lãng phí thời gian của mình hắn hơi ngẩng đầu tam nhất chân đồng khởi động uy lực bộc phát làm cho một nghìn tên tà tu nổ tung tại chỗ bang bang ầm ầm từng đám từng đám máu đỏ sậm giống như pháo hoa phóng ra khắp nơi cảnh đẹp đến chấn động đại trận tà sát bị phá vỡ toàn bộ tà tu đều bị diệt đám người cơ vô thương cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều thế nhưng trong cơ thể vẫn còn tà khí đang ăn mòn linh hồn của bọn họ lục tiêu nhiên không thể để cơ vô thương biến thành tà ma ngoại đạo. Thanh đế trường sinh quyết vận chuyển, sau lưng hắn đột nhiên hình thành một bóng dáng hoàng đế thật lớn, ngồi trên long ỉ màu xanh đen, cao tới trăm mét. Tam nhất chân đồng, kèm theo chân ý khó giải của thanh đế trường sinh quyết có thể loại trừ tà khí trong cơ thể. Một vòng ánh sáng màu xanh đen chiếu tới, tà khí trong cơ thể đám người cơ vô thương đã bị xua đuổi ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, hoàng tuyền minh lão lập tức lửa giận công tâm vô cùng phẫn nộ thằng nhãi ranh dám làm hỏng chuyện tốt của lão phu chết đi cho ta sau khi hét lên một tiếng bóng dáng của hắn hóa thành một đám khói đen nhanh chóng rơi xuống lao thẳng đến chỗ lục tiêu nhiên lục tiêu nhiên nhìn lướt qua bây giờ đối phương chỉ có thể thi triển ra tu vi hoàn cảnh nhị trọng không có gì đáng lo ngại cổ tay rung lên trong nháy mắt thần một ly hỏa thương vào tay hắn hỗn nguyên đế kinh vận chuyển toàn lực hắn đạp chân xuống ngay lập tức phá vỡ đất đá trong vòng 100 trăm mét sau đó sự sụp đổ khuếch tán mỗi lần khuếch tán cũng phải phá hủy ít nhất 100 trăm mét ước chừng khuếch tán chín lần thì đã làm mặt đất lún xuống thành một vực sâu có bán kính hơn ngàn mét thì mới xem như dừng lại lục tiêu nhiên cũng mượn luồng xung lực này để bay lên trời cả hai đều có tu vi hoàn cảnh một lên một xuống một đen một vàng giống như hai con rồng va chạm thẳng vào nhau ầm ầm trong nháy mắt hai người va chạm một luồng cương khí dao động 360 độ quét ngang ra ngoài làm cho không gian nổ tung dư âm của khí thế điên cùng khuếch tán ra ngoài khiến cho mây bay trên trời cũng phải lùi lại trước đây các cao thủ hoàng thất và hoàng tuyền minh lão chiến đấu với nhau nhiều nhất chỉ có thể làm nổ tung tầng mây có đường kính 10 km. Nhưng lúc này, lục tiêu nhiên cầm đế binh trong tay, thi triển đế quyết lại trực tiếp nổ tung tầng mây với đường kính hơn mười mấy nghìn km. Sóng xung kích dao động cực mạnh làm cho ba vị vương cảnh trên bầu trời đều phải dùng hết sức để chống lại, cũng chỉ có hai vị tiền bối hoàn cảnh mới xem như vững vàng như Thái Sơn. Nhưng dù vậy, hai người họ đều khiếp sợ đến há hốc mồm. Tất cả mọi người đều là tu vi hoàn cảnh, tại sao công kích của bọn họ so với công kích của người bí ẩn này, như con nít tranh đang chơi đùa vậy chứ? Hai người bọn họ không chút nghi ngờ, nếu bản thân mình va chạm một đòn này, không nói đến chuyện chịu nổi hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ bị thương. Khi sóng gió lắng xuống, tình huống của cả hai cũng lọt vào tầm mắt của mọi người. Lục Tiêu Nhiên lông tóc không có hao tổn gì, còn Hoàng Tuyền Minh lão thì bị đánh nát một cánh tay, máu trên bả vai chảy xuống đầm đìa, toàn thân run rẩy, tay trái nắm chặt bình sứ bạch ngọc trong tay. Khíp. Thật quá mạnh. Giờ phút này cho dù là cao thủ hoàng thất ở trên trời hay hậu duệ hoàng thất dưới mặt đất nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thật đáng sợ. Hai vị cường giả hoàng cảnh nhất trọng và bốn vị cường giả vương cảnh đánh cả buổi cũng không chiếm được chút lợi nào trên người Hoàng Tuyền Minh lão, thậm chí còn bị Hoàng Tuyền Minh lão chiếm hết thế thượng phong. Lúc này đây, người bí ẩn nọ chỉ dùng một đòn đã khiến Hoàng Tuyền Minh lão bị thương nặng. Người này cũng quá biến thái rồi. Hoàng Tuyền Minh lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú vào thần một ly hỏa thương trong tay lục tiêu nhiên rốt cuộc thì ngươi là ai vì sao ngươi lại có được một đế binh nghe thấy từ đế binh mọi người ở hiện trường đột nhiên dừng lại đế binh hai mắt mọi người đều đỏ bừng ngay cả hơi thở cũng có chút nóng bỏng nhịp tim bắt đầu tăng nhanh chuyện này không trách bọn họ được dù sao đế binh thật sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho dù trong toàn bộ đại chu bây giờ cũng có hai ba vị có đế binh trong tay. Hơn nữa, còn là hai thanh đế giai hạ phẩm và một thanh đế giai trung phẩm. Một thanh đế binh, trong khi chiến đấu sẽ càng tăng thêm hiệu quả khó thể lường được. Theo thực lực của người nắm giữ mạnh lên, nó sẽ gia tăng lực công kích mạnh hơn. Cho nên, vào lúc này, cho dù là đám người hoàng tộc không bị tà khí xâm nhập vào cơ thể, cũng sẽ không nhịn được muốn đoạt lấy đế binh của lục tiêu nhiên. Đây là lý do tại sao Lục Tiêu Nhiên lựa chọn đội đấu lạp, thậm chí bình thường hắn lựa chọn cẩu. Bây giờ hắn rất giàu, giàu đến chảy mỡ. Tùy ý lấy ra hai bảo bối, cũng đủ khiến thiên hạ ghen tị. Chỉ có điều, lúc này hắn đang đội đấu lạp, không ai biết thân phận của hắn nên cũng không cần phải lo lắng. Thế mà là đế binh. Thảo nào, mọi người cùng là tu vi hoàn cảnh, nhưng hắn lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến như vậy mấy người trên bầu trời liếc nhìn nhau trong mắt dường như mơ hồ trao đổi cái gì đó nhưng hoàng tuyền minh lão lại mở miệng một lần nữa nhưng cho dù ngươi có đế binh dám phá hỏng việc tốt của lão phu hôm nay lão phu sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thay còn đế binh của ngươi lão phu sẽ tiếp nhận thay ngươi vừa dứt lời hắn nâng bình sứ bạch ngọc trong tay lên tuy rằng ngươi có đế binh nhưng lão phu cũng có thứ không kém ngươi chút nào ở trước bí bảo này của ta dù ngươi có dùng đế binh cũng phí công thôi chịu chết đi vẻ mặt lục tiêu nhiên chợt nghiêm túc lại hắn biết hoàng tuyền minh lão chuẩn bị ra đại chiêu bây giờ tuy hoàng tuyền minh lão chỉ có thể phát huy được tu vi hoàn cảnh nhị trọng thế nhưng hắn có thể đánh một trận với nhị hoàng tứ vương của hoàng tộc mà không hề bị lép vế tất nhiên là dựa vào thủ đoạn này lục tiêu nhiên cẩn thận phỏng đoán cái bí bảo này của hoàng tuyền minh lão dù đối với cao thủ hoàn cảnh thì cũng mang đến tổn thương trí mạng hơi lơ là chút rất có thể sẽ bị nó làm bị thương tuyệt đối không được khinh thường ra đi hoàng tuyền thánh hỏa trong lúc lục tiêu nhiên đang suy nghĩ thì hoàng tuyền minh lão đã bắt đầu phóng ra hoàng tuyền thánh hỏa đám người hoàng tộc tuy có phần ngấp nghé đế binh trong tay lục tiêu nhiên nhưng ít nhiều gì họ vẫn còn có chút nhân tính Biết Lục Tiêu Nhiên ra tay cứu hậu bối của bọn họ nên cũng không nhịn được mà nhắc nhở một câu. "Các hạ cẩn thận, Hoàng Tuyền Thánh Hỏa này có uy lực phi phàm, ngay cả linh hồn cũng có thể bị nó thiêu cháy, một khi dính phải, chỉ có nước tự đoạn thân thể mới có cơ hội giữ được mạng sống." Đang lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền Thánh Hỏa đã vụt ra khỏi bình sứ bạch ngọc. Lục Tiêu Nhiên vốn định phòng ngự, nhưng khi hắn thấy ngọn lửa kia, hắn nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền Thánh Hỏa Thứ này chẳng phải là thứ được chế tạo ra sau khi tam nhất chân đồng của mình dung hợp với huyễn tâm vô ngân và chân ý vô giải sao. Sao lại thành hoàng tuyền thánh hỏa rồi? Không đúng. Đầu lục tiêu nhiên chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã hiểu rõ chuyện này. Lúc trước khi đệ tử của hoàng tuyền minh lão là huyết yêu thiên quân thi triển đại trận truyền tống thị huyết, hắn đã phóng ra ngọn lửa muốn diệt khẩu. Đoán chừng hoàng tuyền minh lão không chết, sau đó dùng pháp bảo thiên cấp thu vào bởi vì chất liệu của pháp bảo thiên cấp nên đã có thể chống lại ngọn lửa này. Ngọn lửa này chủ yếu chỉ thiêu cháy vật sống, chứ đối với vật chết, nhất là từ thiên cấp trở lên thì hiệu quả cũng không lớn. Sau đó, hắn lại dùng tinh huyết để nuôi dưỡng là có thể kéo dài cho mồi lửa bất diệt. Vậy nên, cuối cùng là trở thành một vũ khí sắc bén giết người cho hắn. Dựa vào nó, hắn có thể đánh với nhị hoàng tứ vương của hoàng tộc Đại Chu mà không hề rơi xuống hạ phong. Giờ khắc này, Lục Tiêu Nhiên đang lơ là. Mà thừa dịp hắn đang mất tập trung, ngọn lửa cũng đã bao trùm lên người hắn. Không xong. Đám người hoàng tộc đồng thời thay đổi sắc mặt, mà Hoàng Tuyền Minh lão thì đắc ý cười ha hả. Ha 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 ha. Ngươi thua. Bị ngọn lửa này dính vào thì dù ngươi có là đại đế tại thế đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, hắn còn chưa dứt lời, ngọn lửa đang bao trùm trên người Lục Tiêu Nhiên lại từ từ tự tắt. Cái gì? Nụ cười của Hoàng Tuyền Minh lão chợt tắt, sắp rớt cả cầm. Còn đám người hoàng tộc càng là triệt để há hốc mồm, đứng đờ tại chỗ. Đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Hỏa đó. Được mệnh danh là Thần Hỏa Bất Diệt. Hoàng Tuyền Minh lão đã dùng nó đánh chết nhị hoàng của hoàng tộc, rơi xuống hạ phong, càng không biết đã giết bao nhiêu cao thủ hoàng tộc. Mà bây giờ nó lại mất hiệu lực trên người kẻ thần bí này. Đây là chuyện cười quốc tế à người thần bí này cũng quá ngầu rồi đi. Lục Tiêu Nhiên im lặng một lát, lấy lại tinh thần, hắn xoay thương một vòng. Thấy một màn như vậy, Hoàng Tuyền Minh lão đột nhiên rung lên một cái. Chạy. Gần như không có bất kỳ do dự nào, hắn tự nổ hai giọt tinh huyết của mình tại chỗ để thi triển đại trận truyền tống điệp huyết thoát khỏi chỗ này. Ánh đỏ lóe lên, người hắn biến mất tại chỗ. Mà Lục Tiêu Nhiên thì khẽ hừ một tiếng triển khai tam nhất chân đồng rồi cũng phá vỡ hư không đuổi theo. Hai người rời đi, nhất thời toàn bộ sơn cốc đều khôi phục yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Dù là cao thủ hoàng tộc trên bầu trời hay là vãng bối hoàng tộc ở dưới đều nhìn chằm chằm vào nơi hai người biến mất. Qua một lúc lâu, một vị vương gia mới không nhịn được mà kéo tay áo của Tử Ninh Vương, hỏi: "Lão tam, làm sao cái người thần bí kia lại làm được, ngươi có biết không?" Mặt Tử Ninh Vương ngây ra, ta cũng đâu có biết vậy giờ chúng ta có phải đuổi theo không đuổi theo đuổi hướng nào đuổi thế nào công pháp của ngươi giỏi hay trận pháp của ngươi mạnh tốc độ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có hai vị hoàng thúc mới đuổi theo kịp ấy mấy người đưa mắt nhìn về phía hai vị trưởng bối hoàn cảnh hai lão nhân liếc nhìn nhau tai cũng hơi nóng bừng lên thẳng thắn mà nói thì đúng là hai người họ đuổi không kịp ngay cả Lục Tiêu Nhiên và Hoàng Tuyền Minh lão chạy đi thế nào họ còn chẳng thấy rõ. Mặc dù mọi người đều là hoàng cảnh, nhưng dù là trận pháp của Hoàng Tuyền Minh lão hay thân pháp của Lục Tiêu Nhiên bọn họ, đều là bóng lưng mà họ khó có thể nhìn lên. Giống như mọi người đều học tập trong một lớp, người chăm chỉ mà chỉ ăn điểm không tròn trĩnh, người ta thì một thẳng hai quả trứng gà. Căn bản là không cùng một đẳng cấp. Khụ khụ. Ta thấy vị cao thủ kia hẳn sẽ giết Hoàng Tuyền Minh lão chúng ta ai cũng đều bị trọng thương, hay là cứ quay về hoàng đô nghỉ ngơi lấy sức đi đã. Tử Ninh Vương mặt mang vẻ thắc mắc, hỏi. Hai vị hoàng thúc, lẽ nào các ngươi không định đi xem thử à? Để xác nhận kết quả đó. Lúc này hai vị hoàng cảnh đều hung giữ lường Tử Ninh Vương. Ngươi nói nhiều quá đấy. Mà ở bên này, Hoàng Tuyền Minh Lão thi triển đại trận điệp huyết nháy mắt đã chuyển đi hơn 2.000 dặm. Khụ khụ. Chết tiệt, rốt cuộc tên này nhảy ở đâu ra thế? Vậy mà lại biến thái như vậy. May mà ta chạy nhanh, không thì. Còn chưa dứt lời, một khí thế kinh thiên quen thuộc đột nhiên truyền đến sau lưng hắn. Chết tiệt, sao hắn tới nhanh thế? Hoàng tuyền minh lão sợ đến tê dại cả đầu. Đại trận điệp huyết của hắn là xuất sắc nhất trong truyền tống trận, dịch chuyển tức thời, tốc độ cực nhanh, là giết người cướp của, phương pháp du hành tại gia hiếm thấy có một không hai đặt tại Ma Môn, đó cũng là một tồn tại đỉnh cấp số một số 2. Vậy mà ngay cả đại trận điệp huyết lục tiêu nhiên cũng đuổi kịp ư. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, hắn cũng không lơ là chút nào. Trong nháy mắt khi quay đầu, hắn thả toàn bộ ngọn lửa bất diệt hoàn tuyền thánh hỏa từ bình sứ Bạch Ngọc ra ngoài. Lần này hắn đã liều hết vốn liếng, không hề để lại một mồi lửa nào cả. Dựa vào việc chém giết tu sĩ Đại Chu, hắn đã tích góp được ngọn lửa hơn trăm mét khối, Lúc trước vì đối phó với truy binh của Đại Chu nên đã dùng khá nhiều, bây giờ còn có 80 mét khối đều bị hắn thả hết ra ngoài. Nhưng hắn chỉ mới vừa quay đầu lại, trong nháy mắt đó cũng không nhịn được mà chửi tục một câu. Mẹ nó. Ở trước mặt hắn lại có ngọn lửa bất diệt hơn 100.000 mét khối, mà Lục Tiêu Nhiên thì đứng trong ngọn lửa. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền Minh lão đã hiểu tất cả. Lục Tiêu Nhiên mới là chủ nhân chân chính của ngọn lửa này buồn cười là hắn lại còn dùng ngọn lửa này để đối phó với người ta xong đời hắn đã hoàn toàn xong đời nếu biết trước kẻ này biến thái như vậy thì mình sẽ không đi dây vào hắn vừa thấy hắn thôi là phải chạy trối chết luôn mới phải nhưng đến giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi trên đời cũng không có thuốc hối hận hắn đã từ bỏ chống cự tuyệt vọng nhắm hai mắt lại ở trước mặt lục tiêu nhiên hắn có một cảm giác bất lực sâu sắc như thể mọi chống cự đều chỉ phí công. Nhưng ngay khi những ngọn lửa đầy trời kia sắp vây quanh hắn, chợt một ánh đen xen lẫn luồng khí thế không thể địch nổi vụt tới từ phương xa. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả hoàng tuyền minh lão. Tà khí của nó cùng nồng nặc hơn cả hoàng tuyền minh lão. Cảm nhận được luồng tà khí mạnh mẽ kia, trong nháy mắt hoàng tuyền minh lão mở mắt ra, nước mắt giàn dụa. Là ma tôn. Ma tôn đại nhân đã đến. Ha 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 ma tôn đến ta không phải chết nữa lòng lục tiêu nhiên khẽ giật mình tam nhất chân đồng quét qua sắc mặt không khỏi hơi cứng lại hắn có thể cảm nhận được đây chẳng qua chỉ là một ý niệm phân thân mà thôi giống như sư phụ bậc hách kia của lâm phi tàn hồn của đại đế phân thân của nguyệt ảnh đều giống nhau cả chẳng qua nguyệt ảnh là tàn hồn của đại đế tu vi cũng chỉ có vương cảnh thập trọng thế nên phân thân cũng không lợi hại mà phân thân này mạnh đạt tới vương cảnh thập trọng không hề bình thường đối phương rất có thể đã đạt đến hoàn cảnh hậu kỳ thậm chí là tôn cảnh trong truyền thuyết võ tôn trong lúc đang suy tư một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ bóng đen hoàng tuyền là thuộc hạ ta phái xuống ngươi dám động tới hắn ư lục tiêu nhiên hiếp mắt lại bước về phía trước một bước ngọn lửa vốn đã rất nhanh lúc này càng tăng tốc trong nháy mắt đã nuốt chửng hoàng tuyền minh lão a à, trong biển lửa phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Mặc dù ngọn lửa liên quan đến tu vi của Lục Tiêu Nhiên, không thể trong nháy mắt mà giết được hoàn cảnh, cần phải thiêu trong một thời gian nhất định, nhưng khi ngọn lửa biến thành biển lửa, từ chất biến đến lượng biến, vậy cũng đã đủ đáng sợ. Hoàng Tuyền Minh lão kêu thảm thiết còn chưa tới 2 phút đã bị Lục Tiêu Nhiên giết chết luôn. Ngọn lửa từ từ tắt, ánh sáng màu đen cũng đã đi tới trước mặt Lục Tiêu Nhiên. Sao Sao ngươi dám giết hắn? Lục tiêu nhiên liếc hắn một cái qua đấu lạp, Hắn cũng có ngu đâu, hai bên vốn không chết không thôi, cho dù hắn thả hoàng tuyền minh lão thì đối phương cũng sẽ không tha cho hắn. Không giết hắn thì giữ lại ăn tết à? Vả lại, trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, lục tiêu nhiên đã nghĩ xong biện pháp. Xoay thương một vòng, lục tiêu nhiên cười khẩy nói. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, giết thì giết, thế cũng đáng để ngươi lãm nhà lãm nhảm à? vừa dứt lời, sát ý của đối phương đột nhiên tăng thêm. Ngươi, tìm, chết. Ba chữ, mỗi một chữ giọng đối phương lại gần hơn. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, trường thương của lục tiêu nhiên vụt lên, ánh thương dài một triệu mét xé rách trời, cao xuyên thủng cái phân thân này của nàng. Tu vi của lục tiêu nhiên còn cao hơn nàng, lại cộng thêm đế binh, nháy mắt đã giết chết phân thân của nàng, cũng chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay mà thôi sau khi vung thương xuyên thủng đối phương chỉ bằng một nhát lục tiêu nhiên tiêu sái xoay người ồn ào hai tiếng đơn giản lại khiến màn sương đen vây xung quanh đối phương bắt đầu run rẩy dữ dội hiển nhiên đối phương đã bị lục tiêu nhiên chọc tức điên lên tại khoảnh khắc phân thân gần như biến mất đối phương dùng hết toàn lực duy trì phân thân hỏi một câu cuối cùng thằng ranh có gan thì để lại tên họ của ngươi lục tiêu nhiên đưa lưng về phía nàng vừa bay về nơi xa vừa đáp bộ lạc cổ viên, phương ngạo thiên. Vừa dứt lời, lục tiêu nhiên khởi động tam nhất chân đồng, hoàn toàn biến mất giữa mảnh thiên địa này. Mà màn sương đen kia, sau khi phát ra một câu nguyền rủa oán hận thì hoàn toàn không thể duy trì hình dạng phân thân được nữa, cũng biến mất giữa trời đất. Phương ngạo thiên, bộ lạc cổ viên, bản tôn không đội trời chung với ngươi. Mấy giây đi qua, lục tiêu nhiên vừa về tới tử ninh vương phủ là bỏ ngay quần áo trên người đi cuối cùng cũng giúp xong lần này không chỉ cứu được cơ vô thương mà còn dẫn ma môn tới bộ lạc cổ viên một công đôi việc ta đúng là một thiên tài ma môn đối phó với bộ lạc cổ viên tất nhiên có thể làm tiêu hao một phần sức mạnh của phương ngạo thiên lục tiêu nhiên biết khí vận chi tử tương đương với thiên tài đẳng cấp càng cao khí vận chi tử cũng càng mạnh tương ứng thì chỉ có hai người cấp ép là cơ vô hà và lâm phi họ còn mạnh hơn hai người vân ly ca và tiêu bắc rất nhiều Phương Ngạo Thiên tương ứng với Phương Thiên Nguyên, chính là thiên tài cấp bậc SSS nên thực lực chắc chắn càng mạnh. Trước tiên mình cứ để cho ma môn đi thử xem sao đã, cho bọn họ chó cắn chó. Đến lúc ấy ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Mình chỉ việc ăn sẵn thôi. Bây giờ, rốt cuộc mình có thể yên tâm minh tưởng tu luyện rồi. Chờ đến hơn nửa tháng sau, ở cấm địa hoang của mình có thể cùng lúc hoàn thành hai chuyện. Một là giết Lâm Phi, hay là nâng đỡ cho đám người cơ vô thương thượng vị. Đến lúc đó mình ở Đại Chu sẽ càng như cá gặp nước, có thể yên tâm cẩu ở Tử Ninh Vương phủ. Coi như là không muốn ở Tử Ninh Vương phủ thì cũng có thể bảo cơ vô thương cho mình một mảnh đất để thành lập tông môn riêng của mình gì gì đó. Ở Đại Chu, muốn thành lập tông môn thì cũng cần hoàn cấp giấy tờ cho. Đương nhiên, ý định thành lập tông môn cũng chỉ là lướt qua thế thôi. Dù sao Lục Tiêu nhiên không đời nào lại đi dạy dỗ một đống đồ đệ. Chuyện gì không có lợi, trước nay hắn chưa bao giờ làm. Làm tình nguyện viên miễn phí không phải là tính cách của Lục Tiêu Nhiên. Nếu hắn có thành lập tông môn thì cũng là để cho mình và mấy người đồ đệ của mình tu luyện cùng một nơi thôi. Khi không có chuyện gì phải làm, chỉ đơn giản là minh tưởng tu luyện thì thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà thoáng cái đã qua hơn nửa tháng. Lúc cuối tháng, Lục Tiêu Nhiên tỉnh lại từ trong tu luyện, toàn bộ bầu trời hoàng đô ngập trong mưa gió, trời đất biến sắc nhưng cũng không biết có phải là do dạo này hoàng đô xảy ra kiểu chuyện như vậy nhiều quá không mà tất cả mọi người đều miễn dịch, bởi vậy nên cũng không có cao thủ nào lại bay lên đầu tường nghe ngóng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ là trên đường cái sẽ khó tránh khỏi chuyện có một hai lão bà bà hô lên với nhi tức của mình. Xét đánh kìa, trời mưa rồi, mau về nhà cất quần áo đi. Trong phòng, lục tiêu nhiên từ từ mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắn đã không còn tia chớp tràn ra nữa. Khi Lục Tiêu Nhiên hơi há miệng thở ra một ngụm trọc khí thì trong phòng mới có chút tiếng động. Lục Tiêu Nhiên phun ra đã không phải là trọc khí nữa mà là linh khí màu vàng kim. Luồng linh khí kia quá dày, gần như đã ngưng tụ thành hơi nước, ở trong không khí làm linh khí lắc lư. Bây giờ trong người ta toàn bộ đều là linh khí, tạp chất còn rất ít, thậm chí cả thân xác ta cũng bắt đầu dần dần linh khí hóa xem ra bản chất của tu luyện chính là biến thân thể máu thịt của con người thăng hoa thành thân thể thuần linh có lẽ đến khi ta tu luyện tới đại đế thì cả người sẽ là một thể năng lượng thuần túy cách không được người ta bảo tu vi càng cao thì càng khó có con cứ thế này nữa thì dù có không cắt đứt nhưng chắc cũng chỉ thanh tâm quả dục được thôi ha quả nhiên người tu võ muốn nữ nhân chính là không có ích lợi gì cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ kiếm bạn gái yêu đương đâu nhưng chả mấy chốc hắn đã vứt vấn đề này ra sau đầu rồi đặt tâm trí vào tu vi chật chật tốt rồi không ngờ bây giờ ta đã thăng cấp lên hoàn cảnh thất trọng xem ra các đồ đệ dùng đế tủy đan và đế hồn đan hiệu quả rõ rệt hơn nữa ta còn bế quan tu luyện nên sự tăng tiến khá rõ ràng vượng tài đây đây chủ nhân ta đến đây mở bản thông tin của đám vân ly ca ra cho ta được nha chủ nhân rất nhanh Vượng Tài đưa ra bản thông tin của mấy người đồ đệ. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Ồ, tốt quá rồi, thằng bé ly ca này đã tăng lên phản hư cảnh tam trọng rồi, khá lắm khá lắm. Tác dụng của đế tủy đang quả nhiên không tồi. Hơn nữa hắn còn tu luyện thêm cả môn chiến thần quyết, có hai bộ công pháp đế gia gia nhập, tốc độ hấp thu linh khí cũng sẽ càng nhanh hơn chút. Lần này tu vi của hắn ít nhất cũng có thể vượt qua vô hà. Không dễ dàng chút nào, rốt cuộc ly ca không phải quỳ nữa có thể tuyên bố tự mình đứng lên được rồi lục tiêu nhiên rất vui mừng công pháp và đang dược tăng lên rất nhiều nhưng sự nỗ lực của cá nhân cũng có chút tác dụng phụ trợ nếu vân ly ca không cố gắng thì hắn cũng không thể đạt được mức độ này bên dưới còn có mười mấy gói quà nhỏ và một gói quà to lục tiêu nhiên nhận từng cái một sau đó hắn mới mở bản thông tin của cơ vô hà lên im lặng một lúc lâu lục tiêu nhiên mới khẽ thở dài. Đây là vận mệnh rồi. Tu vi của cơ vô hà đã đạt tới phản hư cảnh ngũ trọng, cao hơn tu vi của vân ly ca hai tầng. Nhưng dù sao mu bàn tay hay lòng bàn tay thì cũng đều là thịt, tu vi cơ vô hà tăng lên, hắn cũng không thể không vui, cũng không thể vì vân ly ca mà cấm không cho cơ vô hà tu luyện, để vân ly ca có thời gian vượt qua chứ. Trong lúc đang im lặng, lục tiêu nhiên nhận gói quà thăng cấp của cơ vô hà. Sau đó, lục tiêu nhiên mở bản thông tin của lão tam phương thiên nguyên ra phản hư cảnh thất trọng lão tam đều đã như vậy phỏng chừng chẳng cần nhìn lão tứ cũng có thể đoán được tình huống đại khái quả nhiên sau khi lục tiêu nhiên mở bản thông tin của lê trường sinh ra lê trường sinh đã là thực lực tạo hóa cảnh nhất trọng qua tạo hóa cảnh chính là tới phá vọng cảnh đến khi ấy lê trường sinh sẽ là người đầu tiên bắt kịp trạng thái tu vi trước khi mình kích hoạt vượng tài phải biết rằng bởi vì đế hồn đang không đủ nên Lê Trường Sinh không được chia cho một viên đế hồn đang nào. Vậy mà trong tình huống như vậy, Lê Trường Sinh vẫn xa xa dẫn đầu, điều này đúng là không phải vấn đề do đang dược. Lục tiêu nhiên trưng trưng nhận lấy gói quà thăng cấp của Phương Thiên Nguyên và Lê Trường Sinh, nội tâm đau lòng ba giây cho Vân Ly Ca. Có lẽ đời này Vân Ly Ca khó mà đứng lên nổi. Ly Ca, thật sự không phải do vi sư bất công, quả thật là tư chất của ngươi kém hơn ba đứa kia, vi sư cũng hết cách rồi. Ba giây đau lòng đi qua, lục tiêu nhiên liếc sang một đống gói quà trước mắt, bắp thịt trên mặt không nhịn được mà giãn ra. Mở hộp bí ẩn. Vẫn theo nếp cũ, không ngon ăn trước, ngon ăn sau. Mở gói quà nhỏ trước còn gói tốt nhất thì giữ đến cuối cùng. Long hổ dương khải thánh giai cực phẩm ít một. Rất tốt, mới bắt đầu từ một gói quà nhỏ mà đã là thánh giai cực phẩm, xem ra mở đống gói quà này ra, Đồ vật có được sẽ không quá thấp Phong Vân Đan Thánh Giai Cực Phẩm X120 Phong Vân Đan là Thánh Dược Chữa Thương Ăn một viên là có thể chữa trị vết thương của mình trong thời gian ngắn nhất Mà lại hoàn toàn không có tác dụng phụ nào Và nó còn có thể khôi phục linh khí bị tiêu hao Có thể nói là phương thuốc cần thiết khi giết người cướp của, đập phá cướp bóc Nếu như mình không có mặt, không thể thi triển thanh đế trường sinh quyết Thì mấy người Vân Ly Ca cũng có thể dùng tạm đan dược để kéo dài một ít thời gian trước bạo liệt lôi đan thánh giai thượng phẩm X800. Vô ảnh kiếm thánh giai cực phẩm X1. Mở được cả một đống đan dược và binh khí, trên cơ bản thì thấp nhất cũng là thánh giai trung phẩm, khiến Lục Tiêu Nhiên cực kỳ thỏa mãn. Nếu như là thiên giai thì trong mắt hắn chẳng khác nào phế phẩm. Thánh giai cho các đệ tử vẫn còn dùng được một chút. Rất nhanh, các gói quà nhỏ mở hết, chỉ còn lại có 3 gói. Lục Tiêu Nhiên lại mở tiếp Đế huyết đang đế giai hạ phẩm X200. Đế hồn đang đế giai trung phẩm X100. Quỷ vương Linh Khải đế giai hạ phẩm ít 1 Trời ạ. À! Lục Tiêu nhiên không nhịn được kinh ngạc hô lên. Bây giờ gói quà nhỏ thậm chí còn mở ra được cả đế giai gì đó, tuy rằng cơ bản đều là hạ phẩm, hiếm lắm mới có trung phẩm, nhưng cũng là đế giai đó. Vượng Tài bây giờ quá ra sức. Tiếp theo chính là bốn cái gói quà to. Gói quà nhỏ mà đã mở được đế giai gì đó rồi, không biết gói quà to sẽ được cái gì. Định sơn thần trụ thần giai hạ phẩm. Thần binh, cứng rắn không gì sánh được, có thể phóng to thu nhỏ. Lúc to đến mức tận cùng có thể đạt tới 90.000 dặm, lúc thu nhỏ lại cực hạn thì có thể nhỏ tới mức phân tử. Quả nhiên, ta biết mà. Gói quà nhỏ đã được đế giai thì gói quà to chắc chắn phải mở được thần binh. Cái thứ này không hề kém cạnh so với đặc tính của gậy kim cô, sau này có thể đưa cho Phương Thiên Nguyên, dù sao hắn thuộc bộ lạc cổ viên, nghe nói trong cơ thể hắn có huyết mạch tiên viên thượng cổ, cũng không biết có phải là sự thật hay không. Nếu như là thật, khỉ đi với gậy, chật chật, phỏng chừng sẽ không làm người ta thất vọng. Sau đó lục tiêu nhiên lại tiếp tục mở ra gói quà to thứ hai. Quẩn thần đang thần giai trung phẩm x10. Quẩn thần đang, đang dược thần giai trung phẩm, một đời người chỉ có thể dùng một viên, có thể dùng để nâng cao tư chất. Móa, ngay cả tư chất cũng nâng cao được. Lần này rốt cuộc ly ca cũng có hy vọng đứng lên rồi. Lục tiêu nhiên cảm thấy còn vui hơn cả khi mình được nâng cao tư chất. Dù sao Vân Ly Ca cũng quá là thảm thương, hắn không nhịn được tội nghiệp cho Vân Ly Ca. Tâm trạng khoan khoái hơn không ít, lục tiêu nhiên tiếp tục mở hai gói quà tiếp theo. Tố thân ấn thần cấp cực phẩm ít một. Tố thân ấn, thần binh cực phẩm thông qua việc hấp thu một giọt tinh huyết đưa hồn ý cùng loại vào trong để uẩn dưỡng nếu một ngày đối phương tử vong thì cũng có thể sống lại một lần nữa sau khi sống lại sẽ khôi phục lại trạng thái tu vi đỉnh phong trước khi tử vong thời gian sống lại sẽ dựa theo tu vi của đối phương tu vi càng cao thời gian sống lại càng dài thần đạo linh thạch thần giai trung phẩm ít năm thần đạo linh thạch tài liệu thần giai có thể dùng cho binh khi cấp thấp để tăng lên phạm trù thần binh Trời ạ. À. Lục Tiêu Nhiên không nhịn được tê dại cả đầu. Hai thứ này cao cấp đến mức ngang ngược. Thần đạo linh thạch thì không nói, có thể làm binh khí trên tay mình tăng lên mức thần binh, đấy có khác nào sau này mình sẽ có năm loại thần binh đâu. Mà tố thân ấn thì càng biến thái đến nghịch thiên. Chỉ cần hấp thu một sợi tàn hồn, tinh huyết cùng loại là có thể đắp nặng thân thể một lần nữa, thế có khác gì chơi game mua giáp hồi sinh đâu chỉ cần mình sớm đưa tinh huyết và hồn ý của mình và đám Vân Ly Ca cất vào trong đó, nếu Vân Ly Ca chúng nó mà đánh không lại người khác, bị người ta giết thì cũng có thể mượn mấy thứ này để sống lại lần nữa. Ổn, nói như vậy, về sau khi làm khí vận chi tử thì càng thêm ổn thỏa rồi. Người bên mình có thể sống lại vô hạn, cho dù đối phương có là nhi tử ruột của thiên đế đi nữa, chính mình cũng có thể làm hắn phiền chết. Lục tiêu nhiên trước tiên gửi một giọt tinh huyết và một luồng hùng ý của mình vào bên trong, tránh cho mình chết rồi lại chẳng có ai sống lại, vậy thiệt thòi lớn rồi. Đồ bảo mệnh đương nhiên phải để mình dùng trước mới phải đạo. Làm xong tất cả, lục tiêu nhiên mỹ mãn thu hết đồ lại. Cũng là lúc đi tìm đám đồ đệ của mình rồi. Đã là cuối tháng rồi, cấm địa hoang cổ sắp mở ra. Mọi người cực khổ tu luyện cả tháng trời, cũng đến lúc mở một cuộc sát hạch để kiểm tra thử trình độ thực sự của chúng bài kiểm tra này chính là giết chết lâm phi lục tiêu nhiên trước tiên phát ra ý niệm triệu hồi cơ vô hà phương thiên nguyên và lê trương sinh ba người mau chóng tập hợp đến bên cạnh lục tiêu nhiên bái kiến sư tôn có thể thấy được vẻ mặt của cả ba đều rất kích động trong thời gian ngắn đã tăng tu vi lên cao như vậy cho dù là người đã từng có tu vi không hề thấp như Lê Trường Sinh cũng cảm thấy trong lòng trào dân niềm nhiệt huyết. Người sư tôn này mạnh thật sự. Tu luyện dưới tay hắn, cảm giác trầm ổn vững như bàn thạch này đúng là không thể hơn được nữa. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay, ý bảo ba người không cần kích động như thế. Các ngươi nói nhỏ thôi, đừng để Ly Ca nghe thấy. Ba người đều không nhịn được mà nghiêng đầu, có phần khó hiểu. Lục tiêu nhiên hơi bất đắc dĩ giải thích là thế này thật ra ấy trong mấy người các ngươi tư chất của ly ca hơi thấp một chút bởi vậy nên tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn chắc chắn kém hơn các ngươi nhưng dù sao hắn cũng là đại sư huynh của các ngươi ít nhiều cũng phải có chút tôn nghiêm các ngươi hãy yêu thương hắn hơn một chút mấy người gật đầu hóa ra là như vậy sư tôn yên tâm bình thường đại sư huynh đối xử rất tốt với chúng ta chúng ta nhất định sẽ đối tốt với hắn là thế này Tu vi của Ly Ca bây giờ đang là phản hư cảnh nhất trọng, mấy người các ngươi đừng nói khoa trương như vậy. Đừng đã kích sự tự tin của hắn. Ta sợ hắn không gượng dậy nổi, đến lúc ấy lại tiêu tan ý chí thì võ đạo đời này của hắn cũng sẽ chấm dứt. Vâng. Nói xong, Lục Tiêu Nhiên lấy ra ba viên đan dược. Ba viên này là Uyển Thần đan, là đan dược thần giai. Có thể nâng cao tư chất tu luyện của một người. Ba người các ngươi ăn trước đi đợi lát ta cũng cho ly ca một viên nhưng nói rằng chỉ có một viên ba ngươi các ngươi không được để lộ đâu đấy ba người đều không nhịn được thầm giật mình da đầu tê dại bây giờ sư tôn không ăn đại đế nữa mà đổi sang ăn thần rồi sao trời ạ à, rốt cuộc thì sư tôn mạnh đến mức nào đây lẽ nào hắn đã là tồn tại loại cấp bậc đó cơ vô hà siết chặt nắm tay nhỏ trắng nõn khiếp sợ không nói được gì đáy lòng đã sớm nghĩ xong bản nháp Chuẩn bị khi trở về thì sẽ ghi ngay vào cuốn sổ nhỏ của mình Cuối tháng 5, trời quang Sư Tôn cho mỗi người chúng ta một viên quẩn thần đan Đan dược thần dai Dự đoán hồi trước đã sai Tu vi của Sư Tôn chắc chắn ở trên thần cảnh Nhưng lại không phải thần cảnh thông thường Bởi vì một thần cảnh cơ sở không thể nào luyện chế ra Đan dược nghịch thiên như vậy được Mấy người nhận lấy đan dược đồng loạt nuốt vào Có hương táo thoang thoảng, chua chua ngọt ngọt Sau khi ăn đan dược tức khắc họ cảm giác trong đầu mình thông suốt sáng sủa, dường như tư duy cũng trở nên nhạy bén hơn khá nhiều. Lúc trước đế hồn đang họ ăn tuy là đang dược đế giai luyện chế từ hồn phách của đại đế, nhưng nó cũng chỉ đơn thuần tăng thêm cảnh giới tư tưởng võ đạo thôi chứ không phải thiên phú. Giống như ngươi luyện võ 10 năm, đế hồn đang chỉ là tinh luyện cảm giác trong 10 năm kia ra sau đó để ngươi hấp thu, đương nhiên không thể có tác dụng mạnh bằng với uẩn thần đang được. Cảm giác thế nào? Lục tiêu nhiên cười híp mắt hỏi một câu. Phương Thiên Nguyên chép chép miệng, đáp. Hơi có vị chua của táo xanh, còn chát chát nữa, hơi khó ăn. Cơ vô hà thì khẽ nhíu mày nói. Đúng thật là hơi khó ăn, còn hơi đắng chát cả còn có mấy vị khác nữa. Nhưng ta ăn nhanh quá chưa kịp thưởng thức mà nó đã dung nhập vào trong người rồi, sư tôn còn không. Cho ta thêm một viên đi. Thôi đi ranh con. Lục tiêu nhiên tức giận mắng một câu. Hai cái đứa này, hắn hỏi hiệu quả của đan dược mà chúng nó lại tán dốc đan dược vị thế nào. Hai đứa khùng, giả ngây giả dại muốn lừa thêm đan dược của hắn, còn non lắm. Lê Trường Sinh lại hơi nhíu mày nói. Ta có thể cảm nhận được tư chất hơi tăng lên một ít, nhưng hiệu quả không lớn lắm. Lục tiêu nhiên gật đầu. Bản thân ngươi cũng đã có kiếm hồn thần giai, tư chất vốn đã tốt, đang dược thần giai với ngươi đương nhiên không có tác dụng lớn, nhưng có chút hiệu quả là được. Lê Trường Sinh gật đầu. Chỉ có điều như thế hơi lãng phí. Dù sao cũng là đan dược có thể tăng cao tư chất, còn là đan dược thần giai nữa. Nếu một viên đan dược này bị lưu truyền ra ngoài, có khi sẽ khiến toàn bộ đại chu, thậm chí là toàn bộ đại lục đều trở nên điên cuồng. Cho dù là võ đế, sợ rằng cũng tới tranh đoạt thần vật cỡ này. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Không có việc gì, chỉ cần tăng cấp của các ngươi được thì cứ ăn no là được. Lê Trường Sinh im lặng, vốn hắn cảm thấy sư Tôn hẳn nên tiết kiệm một chút, nhưng thấy cảnh này thì do mình cả nghĩ quá rồi, sự giàu có của sư Tôn có khi vượt xa sự tưởng tượng của mình. Trong lúc nói chuyện, Vân Ly Ca đi tới. Bái kiến sư Tôn. Ô, sư muội sư đệ, các ngươi tới nhanh thế. À, chúng ta xuất quan khá sớm. Trời ạ, à, các ngươi xuất quan sớm thế, hẳn tu vi tăng lên nhanh lắm nhỉ. Mấy người xua tay liên tục, cơ vô hà đáp cũng không nhanh lắm đâu, ta mới đến phản hư cảnh tam trọng, sư đệ Thiên Nguyên tứ trọng, sư đệ Trường Sinh thì mạnh hơn một ít, đã đạt đến phản hư cảnh ngũ trọng. Trong nháy mắt, hai mắt Vân Ly ca sáng bừng lên. Tuy hắn cũng chỉ là phản hư cảnh tam trọng, nhưng trước kia các sư muội sư đệ đều tăng cấp nhanh hơn hắn nhiều. Mà bây giờ hắn đã đuổi kịp nhị sư muội, cũng không cách tu vi của tam sư đệ xa lắm, chỉ kém một cảnh giới nhỏ thôi. Tốt rồi, có hy vọng. Xem ra lần này mình thật sự đã có thể đứng thẳng lưng, làm đại sư huynh Chỉ Thủy Phong. Không tệ, các ngươi đều rất nỗ lực đó. Đại sư huynh đã tăng tu vi lên bao nhiêu rồi? Vân Ly ca ho khẽ một tiếng, khoát tay bảo. Không tăng nhiều lắm, bằng với sư muội Vô Hà, cũng mới đạt tới phản hư cảnh tam trọng mà thôi. Đại sư huynh trâu quá. Lúc trước tu vi của đại sư huynh yếu nhất, thế mà bây giờ đã đuổi kịp nhị sư tỷ rồi xem ra chẳng mấy chốc ngay cả ta cũng sẽ bị vượt qua. Đại sư Huynh quả nhiên không hổ là đại sư Huynh, sau này trường sinh nhất định sẽ noi gương theo đại sư Huynh, chăm chỉ nỗ lực. Lòng tự tin của Vân Ly Ca giờ khắc này tăng gấp bội. Hắn thật sự cảm nhận được rằng đại sư Huynh là hắn sắp sửa cuộc khởi. Lục tiêu nhiên lấy ra một viên quẩn thần đang đặt vào tay hắn. Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Đây là uẩn thần đan, đang dược thần dai, Ta vất vả lắm mới luyện chế ra được, coi như là phần thưởng cho ngươi đi. "Ối." Đang dược thần giai, này không ổn đâu ạ, à, sư tôn, các sư đệ sư muội còn chưa được, ta nhận thì có phải hơi quá phận không?" Lục Tiêu Nhiên khoác tay đáp. "Ai bảo ngươi là đại sư huynh chứ, đương nhiên là ngươi ăn trước, sau này có nữa, ta sẽ cho mấy đứa nó." Sư tôn. Thân thể Vân Ly ca rung rung, vành mắt hơi đỏ lên. Quả nhiên sư tôn yêu ta nhất áo bông nhỏ của sư tôn luôn là ta. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chấp tay với mấy người cơ vô hà nói. Sư muội, sư đệ, xin lỗi, sư tôn ban tặng sư huynh không dám không nghe, quẩn thần đan này sư huynh thay các ngươi nếm thử trước. Nên vậy, Vân Ly ca nuốt cực đan dược, trên mặt hiện vẽ rất hưởng thụ. Ôi, quả nhiên không hổ là thần đan, đan dược của sư tôn đúng là ngon tuyệt vời, vào miệng là tan, trong mắt lạnh lại mang theo vị trái cây thơm mát, cảm giác ngọt ngào khiến người ta nhớ đến quả đào mật ngày hè. Lục tiêu nhiên Cơ vô hà Phương thiên nguyên Lê Trường Sinh, Sư Huynh, thứ này, vị ngọt à? Đúng vậy. Ngọt lắm luôn. Mùi vị của đan dược của Sư Tôn đương nhiên không tệ rồi. Thuộc luyện đan của Sư Tôn nếu nói thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Thời gian các ngươi ở với Sư Tôn còn khá ngắn, sau này các ngươi sẽ biết lời này ngay cả lục tiêu nhiên còn suýt thì tin. Nếu không phải hắn thấy bắp thịt ở quai hàm Vân Ly Ca vì chua mà co rúng lại thì thậm chí hắn cũng không nhịn được mà nghi ngờ khi nãy Phương Thiên Nguyên và cơ vô hà đã lừa hắn. Thế nhưng khoan hãy nói, lòng lục tiêu nhiên thật sự thấy ấm áp. Tuy rằng mấy đồ đệ này của hắn đều hiếu thuận, nhưng chỉ có Vân Ly Ca là hiếu thuận nhất, tri kỷ nhất, hiểu chuyện nhất, khiến hắn yên tâm nhất. Mà cơ vô hà, Phương Thiên Nguyên và Lê Trường Sinh cùng liếc nhau, trong lòng không nhịn được có phần kinh bỉ vân ly ca dáng vẻ nịnh hót này của đại sư huynh quả thật có hơi hèn mọn kính nể sư tôn đương nhiên là phải có nhưng mọi người đều là người trưởng thành hơn nữa cũng đều là thiên chi kiêu tử ngoại trừ số mệnh không địch lại khí vận chi tử ra thì đâu có gì kém kết quả thì sao dáng vẻ hèn mọn này của đại sư huynh làm họ cảm thấy đẳng cấp của mình bị hạ thấp nhưng đang lúc ba người kinh bị tác phong nịnh bợ của Vân Ly Ca thì lục tiêu nhiên lại lấy ra hỗn nguyên chiến thần thương. Ly Ca, tháng này ngươi tu hành rất cố gắng, vi sư đều thấy cả, ngoại trừ uẩn thần đang ra sư tôn còn chuẩn bị thưởng cho ngươi một món đế binh nữa. Ngươi thu món đế binh này vào trong người, bình thường đừng dùng lung tung, chỉ dùng những binh khí khác ta đưa ngươi là được, nếu như gặp phải cao thủ đỉnh cấp thì mới lấy đế binh ra giữ mạng. Vâng. Sư tôn, Đồ Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của ngươi. Cơ vô hà. Phương Thiên Nguyên. Lê Trường Sinh, chấm ba chấm. Trong đầu ba người bật lên một tràng chửi đê ma ma. Như vậy cũng được nữa hả? Có nhầm hay không thế? Chỉ là nịnh hóc mấy câu là có thể được một món đế binh. Đệt, bọn họ kinh bỉ. Vốn tưởng rằng mưu kế bở đít của đại sư huynh nát như tương, ai ngờ rằng sư tôn lại thích kiểu này quả nhiên không sợ mưu kế thâm sâu, chỉ sợ mưu kế thơm. Sư Tôn, thuật luyện đan của ngươi đúng là đệ nhất thiên hạ, làm người ta theo không kịp, đồ nhi cũng rất mong chờ đan dược của Sư Tôn. Phương Thiên Nguyên rất thức thời mà học luôn dùng luôn, khiến cơ vô hà và Lê Trường Sinh cũng đứng ngồi không yên. Nhưng hai người họ còn chưa kịp mở miệng nói thì lục tiêu nhiên đã oán giận bảo. Vậy thì cứ mong chờ đi, dù sao thì thuật luyện đan của sư tôn ta vẫn còn chút đắng, chát, chua mà, vẫn phải luyện thêm nữa. Trong nháy mắt ba người lệ rơi đầy mặt. Cái gì gọi là con chim nào dậy sớm thì mới bắt được sâu? Chính là đây đó. Tuy rằng tu vi và thiên tư của đại sư huynh không bằng bọn họ nhưng lại lấy được một món đế binh cực phẩm. Thảo nào sư tôn lại quan tâm cảm nhận của đại sư huynh như vậy, thương hắn như thế, hóa ra đại sư huynh nịnh hót quá giỏi. Hót hót đến nỗi hóc sụp cả ghế của sư tôn, toàn bộ tình cảm đều tập trung hết lên người hắn lục tiêu nhiên nhìn lướt qua mấy người nói tiếp được rồi xốc lại tinh thần hết cho ta lần đuổi giết lâm phi này là bước thứ hai trong liên minh báo thù của chúng ta cực kỳ quan trọng không được sơ xuất ta đã chuẩn bị một kế hoạch nghiêm ngặt rồi bốn người các ngươi không được sơ xuất nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành theo kế hoạch của ta vâng sư tôn sau đó lục tiêu nhiên đưa cho mỗi người thêm một bộ áo giáp thánh giai rồi lại ban tặng thêm một món thánh binh lúc trước bọn họ có binh khí thiên giai có thể lấy ra sử dụng khi đối phó với người thường nhưng khi đối phó với lâm phi e rằng có phần quá sức trên tay lâm phi chắc chắn có tồn tại đế binh nhưng mà lâm phi cũng sẽ không dám tùy tiện lấy đế binh ra dù sao thứ kia không thể tùy tiện lộ liễu cho người khác thấy được bằng không hắn chắc chắn sẽ bị hoàng tộc đại chu cướp đoạt đế binh nhưng trong tay hắn chắc chắn còn có thánh binh sẽ dùng thánh binh chiến đấu trước binh khí thiên giai đối chiến với thánh binh cũng không đủ tư cách bởi vậy nên lục tiêu nhiên chuẩn bị trước cho mỗi người một món thánh binh vả lại lục tiêu nhiên đã cho vân ly ca một món đế binh rồi lâm phi không sử dụng đế binh thì tốt còn nếu hắn dùng đế binh thì bốn người họ cũng không sợ vậy nên nguyên nhân không cho mỗi người một món đế binh thứ nhất là bốn người họ không nhất định có thể giết được lâm phi tư chất của bốn người tuy rất mạnh nhưng khí vận hoàn toàn không địch lại được lâm phi thế nên dù sao đi nữa cuối cùng Lâm Phi chắc chắn vẫn sẽ chạy trốn được. Kịch bản như vậy, thiết lập không thể thay đổi. Thứ hai, khí thế của đế binh vốn rất mạnh, nếu như có nhiều đế binh đồng thời xuất hiện thì tuyệt đối sẽ dẫn đến sự chú ý của Hoàng Thất Đại Chu. Đến lúc ấy có thể sẽ khiến mình phải đối đầu với Hoàng Thất Đại Chu. Vẫn cách làm cũ. Mấy người bọn hắn trắng ở trước tấn công Lâm Phi, làm tiêu hao sức mạnh của hắn, tốt nhất là đánh hắn trọng thương thì khí vận của hắn cũng sẽ giảm ngay xuống. Sau đó mình ở bên ngoài, đề phòng Lâm Phi có bí thuật chạy trốn gì đó, cuối cùng đảm bảo thành công giết được hắn, không để lại chút hồn phách nào. Sau khi sắp xếp xong hết thảy, Lục Tiêu Nhiên bố trí cho nhóm người của mình tiến vào đội ngũ của cơ vô thương. Đi vào cấm địa hoang cổ không chỉ là hoàng thất và các đệ tử của đại vương phủ mà còn có rất nhiều đệ tử tông môn khác. Ví dụ như loại tông môn như huyền võ chân tông đệ tử tinh nhuệ của họ nếu tu vi không quá thấp đều sẽ đi vào cấm địa hoang cổ để tìm kiếm một chút cơ duyên cơ vô hà là người của vương phủ chiếm cứ một chỗ đám người cơ vô tâm cũng đều có chỗ của riêng mình và lựa chọn người hầu đi theo vân ly ca phương thiên nguyên và lê trường sinh sẽ giả mạo làm người hầu đi theo hắn cơ vô thương là thế tử có ba chỗ cho tùy tùng mà cơ vô hà thì chỉ có một chỗ cho tùy tùng lục tiêu nhiên vừa lúc thêm vào vị trí này như vậy là có thể đảm bảo tất cả mọi người đều thành công đi vào cấm địa hoang cổ có vài người trong tử ninh vương phủ kín đáo phê bình dù sao năm người thầy trò này ngoại trừ cơ vô hà ra thì đều là người ngoài cả bọn họ được vào cấm địa hoang cổ đương nhiên những người trẻ tuổi trong vương phủ sẽ không vui bởi vì họ sẽ không chiếm được chỗ nhưng dưới sự kiên trì của cơ vô thương bọn họ cũng đành chịu dù sao cơ vô thương mới là thế tử vương phủ ngay cả người phụ thân tử ninh vương này cũng phải nể mặt trưởng tử thân nhất của mình, không phải sao? Mọi người thu dọn một lượt rồi xuất phát ngay tới cấm địa hoang cổ. Mà một bên khác, trong mật thất phủ nhữ dương công chúa, Lâm Phi cũng từ từ mở mắt. Phù! Hắn phun ra một luồng trọc khí, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rốt cuộc đã đột phá luyện thần cảnh nhất trọng. Ta chỉ tốn một tháng đã từ đỉnh phong đại viên mãn Sơn Hải Cảnh thập trọng tăng lên tới luyện thần cảnh nhất trọng, tốc độ tiến giai này từ cổ chí kim chắc cũng không được mấy người nhỉ. Đám thiên kiêu mạnh nhất đại chu kia cũng chính là con cháu dòng chính của hoàng đế đại chu, nhữ dương và gồm cả những huynh đệ tỷ muội của nàng. Tuy rằng bọn họ cũng là tu vi luyện thần cảnh trở lên, nhưng bọn họ đều là quý tộc hoàng thất, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, lại có vô số tài nguyên duy trì mới có thể trong thời gian ngắn mà tăng lên tới cấp bậc như vậy. Mà ta thì cùng lắm chỉ trong 3-4 năm nay mới bắt đầu cuộc khởi. 4 năm, từ tu vi hậu thiên đột phá đến luyện thần nhất trọng. Lần đột phá này đủ để khiến đám dòng chính hoàng thất kia xấu hổ. Lâm Phi nói cũng không sai. Dĩ nhiên, trong hoàng thất, có một số thiên tài mượn nhờ lực lượng huyết mạch và tài nguyên của hoàng thất đại chu, có thể đã đạt tới mấy tầng luyện thần cảnh trung hậu kỳ. Nhưng bọn họ không có thủ đoạn có thể chiến đấu vượt cấp giống như Lâm Phi. Lâm Phi tu luyện công pháp đế giai, hơn nữa không chỉ một bộ. Sư phụ của hắn, Nguyệt Ảnh Đại Đế, càng là thích khách cực phẩm trong đại đế trong thời kỳ thượng cổ, về mặt chiến đấu có lượng lớn kinh nghiệm. Mặc dù dưới tình huống song phương tương đồng về các loại tài nguyên, thực lực cũng hoàn toàn tương đồng, Nguyệt Ảnh cũng có thể chiến thắng đối phương. Huống chi, bản thân Lâm Phi cũng có được không ít đồ tốt nhờ vào khí vận của bản thân. Ví dụ, trên một sạp hàng, hắn từng mua một thanh bảo kiếm đế giai. Đó là binh khí thời kỳ thượng cổ của một vị võ đế tên là Đào Hoa Kiếm Đế để lại sau khi ngã xuống. Lại ví dụ như, hắn từng lấy được một quyển công pháp từ một ngôi cổ mộ võ thánh. Công pháp đó có thể khiến người ta tăng lực lượng lên cả một đại cảnh giới ở trong thời gian ngắn, với lại còn sẽ không tổn thương tới căn cơ của mình. So với những loại công pháp đốt cháy tinh huyết tăng cường tu vi thấp kém hiện nay, không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngoài ra, hắn còn nắm được một môn công pháp dịch chuyển tức thời đế giai tuy có hạn chế thời gian trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần nhưng cũng đủ để hắn bảo toàn tính mạng rồi nếu gặp phải kẻ địch mạnh thực sự đối phó không nổi hắn cũng có thể thoáng chốc dịch chuyển tới ngoài ngàn dặm tạm thời chạy thoát thân tất nhiên những thứ này chẳng qua chỉ là thủ đoạn bảo toàn tính mạng lâm phi còn có một đại chiêu sát phạt siêu cấp vô địch nguyệt ảnh đại đế sư phụ hắn từng nhận xét nếu thi triển chiêu đó ra dù là hoàn cảnh thập trọng hắn cũng có thể giết chết quan trọng nhất cũng là một chuyện hắn chưa từng nói qua với bất kỳ người nào thậm chí ngay cả sư phụ hắn cũng không biết chuyện đó chính là vận khí của hắn vô cùng tốt là kiểu tốt mà loài người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn sớm phát hiện rằng nếu như hắn đi tham gia buổi đấu giá gì xuống cổ mộ cao thủ nào hoặc là mua đồ dù là ở trên sạp hàng hắn cũng có thể mua được đồ tốt ngoài dự đoán. Nếu hắn tu luyện gặp phải bình cảnh, hơi thay đổi cách suy nghĩ cái là trực tiếp đánh thông, chưa từng có bất kỳ cản trở nào. Nếu hắn gặp phải nguy hiểm gì, mặc dù là lúc nào nơi nào, trong lúc nguy cấp nhất, rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Hoặc là có quý nhân tương trợ, hoặc là chính ngay lúc hắn nguy cấp, tình cờ phát hiện cách phá giải gì đó. Có một số chuyện, thậm chí hắn căn bản là không thể hiểu được, nhưng chuyện vẫn cứ thuận lợi vượt qua, khiến hắn có thể bình yên vô sự thậm chí ra ngoài đi một vòng trên đường cũng có thể nhặt được mấy khối linh thạch thượng phẩm tuy gần đây không biết tại sao hình như vận khí của mình không tốt như trước đây nữa nhưng vận khí của hắn vẫn hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần ví dụ như tối qua hắn chỉ đi một vòng trong sân mình mà lại nhặt được hai khối linh thạch hạ phẩm nhân phẩm quả thật không thể tốt hơn những thứ này chính là ác chủ bài không ai biết của hắn mượn nhờ những ác chủ bài này lâm phi ngay cả hoàng tộc đại chu cũng dám không coi ra gì giống như sư phụ nói vậy tương lai của hắn nhất định phải là nam nhân trở thành đại đế nhưng nói đi cũng phải nói lại sư phụ đâu lâm phi không nhịn được câu mày lại ta cũng bế quan một tháng rồi sao sư tôn vẫn chưa về nàng chỉ là một thể linh hồn tại sao phải ở lại bên ngoài trong thời gian dài thế kia nhưng suy nghĩ một lúc lâu mặc cho hắn nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao sư tôn không về chỉ đành lắc đầu thôi dù sao sư tôn ta là tàn hồn đại đế tu vi sánh bằng vương cảnh thập trọng lại có thể chiến đấu vượt cấp cả đại chu này căn bản không có người có thể làm sư tôn ta bị thương ta đi lo lắng cũng chỉ là lo lắng suông lúc này bên ngoài mật thất giọng nói của nhữ dương công chúa truyền tới lâm phi ca ca ngươi có ở trong không Cấm địa hoang cổ cũng sắp mở ra rồi, ngươi mau đi theo ta đi. Được. Ta ra ngoài ngay. Hít sâu một hơi, Lâm Phi bước ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau với Nhữ Dương, tình ý sông người. Lâm Phi ca ca, một tháng không gặp, hình như ngươi lại đẹp trai hơn rồi đấy. Lâm Phi mỉm cười, xoa gò má hồng phấn, Nhữ Dương ngượng ngùng cúi đầu nhỏ của mình. Nha đầu ngốc, ngươi cũng trở nên rất xinh đẹp lâm phi ca ca ngươi chỉ biết dỗ ngươi ta vui vẻ đâu có ta nói lời thật lòng mà nhữ dương vẫn luôn đều là tim gan bảo bối ngọt ngào trong lòng ta cũng may lời này lục tiêu nhiên không nghe thấy nếu không e là hắn có thể sẽ trực tiếp rút hiên viên kiếm của mình ra chém hai người này ngay tại chỗ vì lục tiêu nhiên ghê tởm nhất chính là loại này đây căn bản là không phải đang yêu đương đây chỉ là một người ra vẻ tự cho là đúng đang dụ dỗ một người nhược trí cố tình người nhược trí này còn rất thích chiêu này quả thật còn độc hơn thạch tín thời gian thoáng qua trong chớp mắt đã đến buổi trưa từng bóng hình có tu vi không tầm thường từ bốn phương tám hướng tụ tập tới ngoài hoàn thành đại chu trong một sơn cốc ở góc tây bắc sơn cốc này chính là lối vào cấm địa hoang cổ cấm địa hoang cổ không nằm ở bất cứ một nơi nào của đại chu nó ở trong một không gian mở ra độc lập chỉ có thông qua sơn cốc này mới có thể đi vào cấm địa hoang cổ lúc này hoàng thất đại chu rất nhiều vương phủ và rất nhiều người dòng chính của tông môn hàng đầu đều tập trung ở nơi đây người phụ trách mở cấm địa hoang cổ ra là một vị lão giả hoàng tộc tu vi của hắn đã đạt tới thực lực hoàn cảnh hắn là trưởng bối đại chu trấn giữ cấm địa hoang cổ không có sự cho phép của hắn bất kỳ người nào cũng không thể dễ dàng đi vào cấm địa hoang cổ khi thời gian đến khoảng chừng 10 giờ trưa, dưới sân cốc, hắn đang nhắm mắt minh tưởng thì chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó chấp hai tay sau lưng, thân thể bay lên, đi đến trong hư không, đối mặt mọi người phía dưới. Cấm địa hoang cổ sắp mở ra. Trước khi mở ra, Lão Phu phải nói vài quy tắc. Các hoàng tử, công chúa của hoàng thất, các vương tử, quận chúa của vương thất và các thánh tử, thánh nữ của các đại tông môn hàng đầu, chỉ cần tuổi tác dưới 100, đều được đi vào trong. Thái tử Điện Hạ Hoàng Thất có thể dẫn năm tên tùy tùng, những người khác chỉ được dẫn ba người. Thế tử Vương Thất, mỗi người được dẫn ba tên tùy tùng, còn lại chỉ được dẫn một người. Còn Thánh tử, Thánh nữ của Tông Môn hàng đầu, mỗi người đều được dẫn hai tên tùy tùng. Tất cả tùy tùng, tuổi tác cũng không được quá 100 tuổi. Quy tắc này là tổ tiên Đại Chu định ra, là quốc luật Đại Chu. Nếu có vi phạm, chém ngay tại chỗ, tuyệt đối không nể tình. Dưới đây, ta tuyên bố, cấm địa hoang cổ, mở ra. Một lệnh hét xong, trong sơn cốc, mở ra một cánh cửa hư không. Cánh cửa màu đồng đó thoạt nhìn khiến người sợ hãi. Mà khí tức bên trong cửa lớn, càng khiến máu người thấp thoáng hơi sao động và bất an. Cấm địa hoang cổ trăm năm khó mở được một lần, cuối cùng cũng mở ra rồi. Hoàng thất, các đại vương phủ và dòng chính của các đại tông môn hàng đầu dồn dập tràn vào trong đó. Đây là cơ duyên trọng đại nhất của Đại Chu, bất kỳ người nào cũng sẽ không bỏ qua. Vừa mới đi vào cấm địa hoang cổ, giọng nói của vượng tài lập tức truyền tới từ trong đầu. "Đinh, cảm ứng được khí vận chi tử, xin chủ nhân giết chết. Sau khi giết chết khí vận chi tử, sẽ nhận được lượng lớn ban thưởng." Lục Tiêu nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, mỗi lần đầu khi nhìn thấy khí vận chi tử, hình như vượng tài cũng không có tuyên bố nhiệm vụ, mà là đợi đến về sau mới tuyên bố nhiệm vụ đây có phải là có bí quyết gì không vượng tài tại sao ngươi không tuyên bố nhiệm vụ ngay từ đầu chủ nhân khí vận chi tử đều nhận được thiên đạo phù hộ che giấu khí vận của mình tuy khí vận lớn mạnh nhưng sử dụng thủ đoạn kiểm tra của ngoại giới tóm lại vẫn không thể kiểm soát được chỉ có trong lúc bọn họ sử dụng linh khí mới sẽ tiết lộ ra một chút ít khí vận bị ta kiểm tra đo lường ra thì ra là vậy Lục Tiêu nhiên nhịn không được phỉ nhổ trong lòng một câu, quả nhiên không hổ danh là người bậc hách, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ chăm sóc. Nhưng hắn cũng không có hạ lệnh kêu mọi người ra tay. Tuy hắn đã không đợi được nữa muốn chém giết Lâm Phi, nhưng mà, ở đây là cổng lớn của cấm địa hoang cổ, bên ngoài không chỉ có một hoàn cảnh canh giữ. Cho dù mình không quan tâm bọn họ, nhưng ở đây nhiều người như vậy, mình ra tay, nếu tiết lộ đế binh gì, đó còn không phải dẫn đến thiên hạ đại loạn lục tiêu nhiên mới không ngu ngốc như thế sau khi đi vào hắn lập tức truyền ý niệm kêu con cháu dòng chính của các đại vương phủ như cơ vô thương cơ thanh sơn cơ phương hoa dẫn đầu đi vào chỗ sâu của cấm địa hoang cổ bởi vì sau đó hắn còn muốn để các con rối của mình có thể nhận được tư cách khiêu chiến hoàng trữ thế thì phải để bọn họ dương danh lập bi trước nhận được ủng hộ của nhóm lão già trốn trong bóng tối của hoàng thất nhìn đám người cơ vô thương nhanh chóng rời đi một đám hoàng trữ của hoàng thất không khỏi hơi cao mày. Đặc biệt là một nam tử có khí chất siêu nhiên, người mặc mãn bào tứ trảo ở trong đó có ánh mắt nguy hiểm nhất. Hoàng thất đại chu quy định, hoàng đế mặc long bào kim long ngũ trảo, mà kim long tứ trảo thấp hơn một bậc thì là y phục của thái tử. Kỳ lạ, sao cơ vô thương bọn họ lần này tích cực vậy? Cấm địa hoang cổ, tuy nói có cơ duyên lớn nhưng cơ duyên cũng kèm theo nguy hiểm lớn, bọn họ tùy tiện tiến vào như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? thái tử điện hà đừng bận tâm bọn họ chẳng qua là một đám thế tử vương phủ thôi ngay cả sách giày cho chúng ta cũng không xứng hà cớ suy nghĩ cho bọn họ chúng ta đi của chúng ta thái tử đại chu gật đầu tuy hắn mơ hồ cảm nhận được ở trong chuyện này có vẻ như có gì đó không đúng lắm nhưng hắn lại nói không nên lời chỉ đành nghe mấy huynh đệ tỉ muội của mình đi tìm tòi cơ duyên mới quan trọng đám người bọn họ hoàn toàn có thể nói là thiên kiêu cường đại nhất đại chu giống kiểu thế tử vương phủ như cơ vô thương tu vi cao nhất hiện nay cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới sơn hải cảnh đại viên mãn trở xuống còn bọn họ ai nấy đều đã là tồn tại trên luyện thần cảnh đây chính là khoảng cách giữa hoàng trữ và vương trữ tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng khoảng cách lại là một trời một vực tài nguyên lực huyết mạch cường đại từng phương diện hoàng trữ đều hơn hẳn vương trữ còn những thánh tử thánh nữ của tông môn hàng đầu tu vi so với vương trữ còn phải hơi thấp hơn một chút ít, thực lực cỡ chừng cũng chỉ trên dưới sơn hải cảnh ngũ trọng. Cho nên, hoàng trữ bọn họ hoàn toàn có tư cách ngạo thị quần hùng, căn bản không cần quá mức coi trọng người khác. Lâm Phi là phò mã gia, tất nhiên cũng ở chung với bọn họ. Hơn nữa, vì Lâm Phi thiên tư trác tuyệt, tu vi tiến bộ cực nhanh, một đám hoàng trữ cũng đã sớm chấp nhận Lâm Phi rồi, xem hắn như người một nhà, sẽ không có sỉ nhục chê bai gì đó. Chỉ là, hắn không giống như bọn họ, mắt cao hơn đầu, không có quá bận tâm tới người khác, mà là nhìn chằm chằm một nữ tử phía không xa. Kiểu dáng của phục trang đó, hình như là huyền võ chân tông nhỉ. Huyền võ chân tông, lúc nào thì có một thiên tài mạnh như vậy. Người khác nhìn không ra, nhưng lâm phi thủ đoạn nhiều vô kể, nhìn được rất rõ ràng. Tu vi của nữ tử đó đã đạt tới Sơn Hải Cảnh Thập Trọng, cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới này nếu là đặt ở trong vương trữ cũng hơi khiến người khác bất ngờ rồi càng không cần nói nàng chỉ là một thánh nữ của tông môn hàng đầu chẳng lẽ thời buổi này ngoài mình ra còn có những người khác có khí vận cũng mạnh như vậy sao rất nhanh lâm phi lắc đầu sẽ không đâu trên thế giới này sao có thể có người khí vận tốt hơn hắn được chứ hắn là người đi hai bước trong sân mình cũng có thể nhặt được linh thạch đấy trên thế giới này khí vận của hắn nếu nói là thứ hai thì tuyệt đối không có người dám nhận thứ nhất lâm phi ca ca tại sao ngươi phải lắc đầu vậy không có gì chỉ là nghĩ đến một số chuyện hắn nói qua loa có một số chuyện càng nói càng rối không cần thiết đều cho nữ dương biết dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân của mình mà thôi nói xong hắn lại liếc qua nữ nhân huyền võ chân tông đó khoan hãy nói so với nữ dương dung mạo và khí chất của nàng thế mà lại không thua nửa phần đặc biệt là hai ngọn núi lớn đó, quả thật bỏ xa Nhữ Dương 100 con phố. Như Nhữ Dương thì giống như bị xe ngựa đi tới đi lui, không biết cán hết bao nhiêu lần vậy. Cũng chỉ là tu vi, thấp hơn Nhữ Dương một chút. Nhưng mà, khởi điểm của nàng cũng thấp hơn Nhữ Dương, lực huyết mạch và tài nguyên tu luyện đều không sánh bằng Nhữ Dương. Xem ra, thiên phú của nàng tuyệt đối không thấp, mình nên dành thời gian kết giao với nữ nhân huyền võ chân tông này. Nói không chừng, sau này có ngày dùng đến nàng lúc này đối phương có vẻ như phát giác được quay đầu nhìn qua lâm phi lâm phi lập tức nở một nụ cười tự cho là rất đẹp trai chỉ là trên thực tế nụ cười của hắn đúng là rất đẹp rất có sức cuốn hút nếu không cũng sẽ không mê đổ nữ dương công chúa đường đường này rồi nhưng đáng tiếc là hắn tự cho là nụ cười của mình rất đẹp nhưng lại khiến đối phương toát ra thần sắc chán ghét sau đó quay đầu lại không nhìn hắn nữa Điều này khiến nụ cười của Lâm Phi hơi cứng lại, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Thuộc hạ bên cạnh nữ nhân đó không nhịn được thấp giọng hỏi: "Tần Thánh nữ, ngươi sao vậy? Có phải có gì không thoải mái không?" "Không có gì, chỉ là nhìn thấy một con ruồi, rất ghê tởm." Thánh nữ Huyền Võ Chân tông, tất nhiên là Tần Tử Mặc. Từ sau lần tiếp xúc với Lục Tiêu Nhiên lúc trước, nàng một lòng phấn đấu, dốc hết toàn lực nâng cao tu vi của mình. Sau đó, càng là dưới cơ duyên trùng hợp, chiếm được truyền thừa của lão tổ khai sơn huyền võ chân tông, thể hồ quán đỉnh, tiến bộ cực nhanh, mới có thể đạt tới tu vi sơn hải cảnh thập trọng đại viên mãn như hiện nay. Lần này đến cấm địa hoang cổ cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, nâng cao bản thân. Không ngờ, lại bị một con rùa nhìn chầm chầm vào mình, thật đúng là kinh tởm. Không đẹp trai như lục tiêu nhiên, nhân phẩm tệ hơn lục tiêu nhiên, hoàn toàn không có khí chất siêu phàm thoát tục đó của lục tiêu nhiên, một dáng vẻ hết sức hèn hạ tần tử mặc đang nghe truyện trên tivi audio cv lắc đầu không suy nghĩ thêm về chuyện xấu này nữa dù sao không phải ai cũng có khí chất giống như lục tiêu nhiên nàng cần phải nỗ lực cố gắng thêm nữa thăng cấp lên cấp bậc đại đế đến lúc đó có thể theo đuổi lục tiêu nhiên của nàng là được rồi đi thôi chúng ta cũng đi đến chỗ sâu trong cấm địa hoang cổ tìm kiếm cơ duyên thuộc về chúng ta vâng ba người của huyền vũ chân tông nhanh chóng hòa vào dòng người, biến mất ở lối vào. Ở phía trước, sau khi đám người cơ vô thương đã đi sâu vào trong, lục tiêu nhiên bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Đám người cơ vô thương, cơ thanh sơn lập tức bắt đầu thử luyện. Thử luyện ở bên trong cấm địa hoang cổ chủ yếu là chém giết yêu thú. Càng chém giết được nhiều yêu thú, xếp hạng sẽ càng cao. Nếu trong lần thử luyện này, các ngươi có thể áp đảo một đám hoàng trữ thì danh vọng của các ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Điều này cũng tránh cho các ngươi bị mấy lão già phía sau hoàng thất phản cảm khi các ngươi khiêu chiến hoàng trữ. Đoàn trưởng lão ở phía sau hoàng thất sẽ không quan tâm ngươi là hoàng trữ hay là vương tử, bọn họ chỉ thuần túy muốn xem tư chất và tu vi của ngươi ra sao mà thôi. Sau đó họ sẽ chọn người ưu tú nhất, bồi dưỡng thành hoàng đế, họ không chỉ cho đối phương quyền lợi mà còn cho đối phương những tài nguyên tốt nhất tăng tu vi của đối phương lên đến bậc hoàng cảnh. Vì vậy, hoàng đế đại chu không chỉ là hoàng đế mà còn là cường giả hoàng cảnh dự trữ của hoàng thất đại chu. Nếu hoàng trữ mới đủ xuất sắc, ví dụ như trước 50 tuổi đột phá phá vọng cảnh trước tiên, thì sẽ được lập làm hoàng đế mới, tiếp nhận tài nguyên của hoàng thất. Mà lão hoàng đế sẽ gia nhập vào đoàn trưởng lão, đi theo những vị trưởng lão trước đó, trở thành những người bảo vệ ở sau lưng đại chu. Vâng. Mọi người đồng thanh trả lời, lục tiêu nhiên đưa mắt nhìn mấy đồ đệ của mình. Mấy người các ngươi trợ giúp bọn họ, giúp đỡ họ tiêu diệt yêu thú, tăng thứ hạng cho bọn họ. Ta đi thu xếp trước, chờ đến khi Lâm Phi chỉ còn một mình thì xông lên tiêu diệt hắn. Xin nghe theo ý chỉ của sư tôn. Trong bốn người, Lê Trường Sinh hít sâu một hơi, hơi siết chặt nắm đấm. Ba năm, trồng rã suốt ba năm. Hắn bị phế ba năm, cũng yên lặng ba năm ba năm này, hắn sống giống như một tên phế vật. Mà bây giờ, có sự trợ giúp của sư tôn, cuối cùng hắn cũng đứng lên, đồng thời tu luyện đến tạo hóa cảnh nhất trọng, còn chiếm được kiếm hồn thần giai. Cuối cùng, cái tên Lê Trường Sinh, rồi sẽ lại vang danh khắp đại chu lần nữa. Ngay lúc này, Lục Tiêu Nhiên lại ném cho hắn một chiếc nhẫn. Lê Trường Sinh Trong nháy mắt trên đầu hắn hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Sư Tôn, đây là cái gì vậy? Lục tiêu nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Đây là áo choàng và mặt nạ của ngươi. Bên trên khắc sáu loại trận pháp, vừa có thể giúp ngươi che giấu tung tích, vừa có thể giúp ngươi tăng sức chiến đấu. Từ nay về sau, mỗi lần chiến đấu, ngươi đều phải mặc nó cho ta. Bên cạnh đó, ngươi không được phép nói ra tên của mình, ngươi chỉ có biệt danh, ngươi là số 4 của liên minh kẻ báo thù. Lê Trường Sinh, chấm chấm. Sư Tôn, ta không mặc có được không? ngươi nói thử xem lê trường sinh nhìn thấy tay phải của lục tiêu nhiên đã bắt đầu co lại thành nắm đấm lập tức kích hoạt nhẫn mặc áo choàng và đeo mặt nạ lên chất vải của bộ quần áo này vô cùng mềm mại khi mặc lên người thì mùa đông thấy ấm mùa hạ thấy mát nếu có thể thì ta hy vọng sư tôn có thể cho ta thêm một bộ nữa bớt ba hoa chích chòe đi nếu ngươi dám cởi ra trong lúc chiến đấu ta đảm bảo sẽ đánh nát môn ngươi sau đó Lục Tiêu Nhiên quay sang nói với Cơ Vô Hà. "Vô Hà, lần này ngươi không cần phải mặc. Bởi vì thân phận của ngươi là quận chúa của Vương phủ, nếu mặc trang phục giống bọn Lyca thì sẽ dễ khiến người khác đoán ra thân phận của chúng ta." "Vâng." Một giây sau, Vân Lyca và Phương Thiên Nguyên cũng mặc trang phục của mình vào. Sau khi phân chia nhiệm vụ cho mọi người, Lục Tiêu Nhiên kêu giải tán một tiếng, mọi người lập tức chia nhau ra đi săn bắn yêu thú người đến bên trong cấm địa hoang cổ chia ra làm hai loại người. Một loại muốn đi tìm cơ duyên để tăng tu vi. Bên trong cấm địa hoang cổ có rất nhiều cơ duyên như pháp bảo, đang dược hoặc là bản thân cấm địa hoang cổ có một số thiên tài địa bảo, vân vân. Nếu có thể có được những cơ duyên này đó thì cực kỳ có lợi cho việc tăng tu vi. Loại này chủ yếu gồm các thánh tử, thánh nữ của tông môn lớn hàng đầu. Tài nguyên của bọn họ không bằng tài nguyên của hoàng thất, vì thế họ nhân cơ hội này đi tìm kiếm lượng lớn tài nguyên cho mình để tu luyện loại thứ hai là đi chém giết yêu thú để tăng thứ hạng của mình trong cuộc thử luyện loại này chủ yếu tập trung các hoàng trữ của hoàng thất và các thế tử của các đại vương phủ bản thân bọn họ có tài nguyên rất phong phú như một số thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm người tu luyện bên ngoài có thể không có nhưng hoàng thất không có khả năng không có vì vậy bọn họ chỉ cần chém giết yêu thú chứng minh tư chất của họ cho đoàn trưởng lão của hoàng thất thấy là được hơn nữa trong lúc chém giết yêu thú họ cũng có thể tìm được một số tài nguyên như yêu tinh gia thú huyết thú và các loại xương cốt của yêu thú để bào chế đang dược hoặc chế tạo vũ khí còn có một lý do cực kỳ quan trọng là những yêu thú cấp thấp thì không có giá trị còn yêu thú cấp cao lại quá nguy hiểm chỉ bất cẩn một chút thôi là cũng có thể mất mạng luôn đây cũng là lý do tại sao chỉ có nhóm các hoàng trữ và thế tử mới dám đi săn thú. Tu vi của bản thân bọn họ còn mạnh hơn hàng loạt các thánh tử, thánh nữ của các tông môn lớn. Thực lực mới là cơ sở trụ cột để quyết định hành động của hai loại người. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc họ sẽ không chiến đấu với yêu thú. Trong lúc chiến đấu mà gặp trường hợp không thể tránh khỏi, họ cũng sẽ phải chiến đấu cùng, yêu thú ăn thịt người sẽ không nói chuyện đạo lý với người đâu còn có một tình huống khác đó chính là nếu bảo vật đang ở gần mà có yêu thú canh giữ thì họ bắt buộc phải đánh nhau với yêu thú cùng lúc đó ở bên ngoài cấm địa hoang cổ các vương gia của đại chu cùng các tông chủ của hàng loạt tông môn đang lẳng lặng canh giữ ở ngoài cấm địa hoang cổ trong họ cực kỳ giống cha mẹ đang đứng canh giữ ở ngoài trường thi thứ duy nhất có thể giúp họ giải lao chính là hai bản danh sách trên cánh cửa hư không bên trên cánh cửa bên trái là thiên bản được người ca ngợi trên danh sách đó hầu hết đều là tên của hoàng thất đại chu và các vương tử của các vương phủ. Bên trên cánh cửa bên phải được gọi là địa bản, trên bản danh sách đa số là các thánh tử, thánh nữ của các tông môn lớn trong đại chu. Thật ra, cấm địa hoang cổ không thể theo dõi được hết từng người đi vào, chẳng qua là mỗi người đi vào đều sẽ có một lệnh bài thân phận của mình. Lúc bọn họ chém giết yêu thú, lệnh bài sẽ được ghi chép lại. Đồng thời, nếu như người đó chết tên trên bản danh sách sẽ biến mất điều này cũng khiến cho các vị trưởng bối ở bên ngoài lúc nào cũng biết được tình huống của con mình hoặc đệ tử của mình ở bên trong bên ngoài cánh cửa hư không vị trí tốt nhất đương nhiên là dành cho vài vị vương gia của đại chu tử ninh vương cũng ở trong số đó người ngồi bên cạnh hắn chính là thiên vân vương quan hệ của hai người này rất bình thường nhưng mấy ngày trước đó họ cùng tham gia cuộc thảo phạt hoàng tuyền minh lão đúng lúc mỗi người bị chặt đứt một cánh tay không ngờ kết quả hai người lại ngày càng thân thiết hơn rõ ràng là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như hai huynh đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ lão lục người đoán lần này ai sẽ đứng thứ nhất còn có thể là ai nữa về cơ bản thái tử là ván đã đóng thuyền nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tam điện hạ và ngũ điện hạ sẽ đứng sau hai ba tên khác còn lại thì là lâm phi tử ninh vương nhịn không được thầm thở dài một hơi giọng điệu chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói không thể ngờ được vương phủ của chúng ta vậy mà lại kém hơn một tên nhãi con miệng còn hôi sữa vậy cũng đâu còn cách nào khác đâu dù sao mấy thứ hạng đầu trên danh sách cũng không liên quan đến chúng ta chúng ta chỉ cần tập trung vào phần sau là được hy vọng vô thương con trai ta có thể lọt vào một trong mười vị trí đầu chớ để ta quá mất mặt có vẻ khó đó ta nghe nói gần đây có không ít thánh tử thánh nữ của các tông môn đều có cơ duyên không tồi. Ví dụ như thánh tử của Thanh Long Kiếm Cung, Liễu Thừa Thủy, nghe nói đã lĩnh hội được Thanh Long Kiếm Đạo mà Thanh Long Lão tổ truyền lại, Tu Vi đã đột phá đến luyện thần cảnh nhất trọng, không thua kém gì con cháu vương phủ chúng ta. Còn có thánh nữ của huyền vũ chân tông, tần tử mặt, nhận được truyền thừa của lão tổ huyền vũ chân tông, hiện tại tu vi đã đột phá đến sơn hải cảnh thập trọng rồi. Thành tích này cũng rất đáng chú ý, phải không? Nếu ta đoán không sai thì hai người bọn họ đang muốn đột phá địa bản để tiến vào thiên bản. Về những người khác, không cần ta trình bày với ngươi. Tử Ninh Vương không nhịn được mà nhíu chặt mày. Nghe Thiên Vân Vương nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Không ngờ được, bây giờ những thiên kiêu của các tông môn đã trở nên lớn mạnh như vậy rồi. Tuy nhiên, hắn là một vương gia, tầm nhìn cũng cao hơn. Về rất nhiều mặt, hắn cũng nắm chắc trong lòng. Thông thường, một vương triều ban đầu đều dựa vào huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực của hoàng đế thủy tổ khai quốc, từ đó áp đảo trên những người khác. Thế nhưng, thời gian trôi đi, huyết mạch chi lực cũng dần yếu đi. Cuối cùng thì chẳng khác gì so với người bình thường. Xem ra, huyết mạch chi lực của hoàng thất đã bắt đầu yếu đi rồi. Mình có nên nghĩ biện pháp thu xếp cho nhi tử của mình trước không? Đề phòng đời sau yếu kém. Tử Ninh Vương nhìn chầm chầm những cái tên trên bản danh sách đang suy nghĩ tính toán xem có nên tìm một người bạn lữ tương đối ưu tú cho con mình, rồi sinh mấy bé có tư chất ưu tú thì bỗng nhiên hắn thấy một cảnh vô cùng kỳ lạ. Bản danh sách vốn đang yên bình thì bỗng dưng nổi lên sóng gió, bắt đầu có sự thay đổi thứ hạng. Đặc biệt là, hắn thấy tên con trai mình vốn đang xếp hạng trên dưới thứ 10 ở thiên bản thì giờ phút này lại đang tăng lên rất nhanh. Hạng 9, hạng 8, hạng 7, hạng 6, cuối cùng cũng dừng lại, tên của con trai hắn thế mà lại nhảy lên vị trí thứ nhất ở mặt sau của thứ hạng được viết rất rõ ràng hắn đã chém giết một con yêu thú sơn hải cảnh bác trọng trong nháy mắt tử ninh vương trợn trừng mắt há hốc mồm từ khi nào mà con trai mình trâu bò như vậy vừa mới vào cấm địa hoang cổ không bao lâu mà đã chém giết được một con yêu thú sơn hải cảnh bác trọng rồi á à? không phải hắn mới đạt đến sơn hải cảnh cửu trọng sao kể cả có thuộc hạ trợ giúp thì cũng không thể giết được con yêu thú sơn hải cảnh bác trọng nhanh như thế được không lẽ là con yêu thú này vốn đã bị thương nặng sau đó đúng lúc con trai mình đi ngang qua thấy thế nên chém nó chỉ có cách giải thích này mới làm cho tử ninh vương cảm thấy hợp lý thế nhưng hắn vừa mới nghĩ như thế thì ngay sau đó một vị vương gia khác ngồi cách đó không xa tề vương liền tuôn ra một câu chửi tục mẹ nó con ta Phương Hoa đã giết được một con yêu thú sơn hải cảnh cửu trọng nhanh như vậy. Nó làm thế nào được? Tử Ninh Vương vội vàng nhìn qua, quả nhiên, vị trí thứ nhất của cơ vô thương đã bị hạ xuống, hiện tại xếp hạng thứ nhất thuộc về cơ Phương Hoa của Tề Vương phủ. Không chỉ thế, mấy vị vương tử của Vương phủ khác cũng thể hiện sức mạnh mà trước nay chưa từng thấy, đều tự giết được yêu thú cấp cao sơn hải cảnh. Giống như yêu thú cấp cao sơn hải cảnh là mớ rau cải trắng vô giá trị ở ngoài chợ vậy còn về đám hoàng trữ của hoàng thất kia đến giờ vẫn chưa thấy chiến tích gì cả chẳng lẽ đám cơ vô thương đều gặp một đám yêu thú sơn hải cảnh bậc cao đang bị trọng thương không có khả năng yêu thú đã đến bậc cao này chắc chắn đều sống một mình làm gì có chuyện sống theo bầy đàn chứ không dừng lại ở đó khi trong lòng mọi người đều đang nổi sống thì cơ vô thương lại chém giết một con yêu thú sơn hải cảnh thập trọng đứng đầu thiên bản một lần nữa theo sát sau đó sáu vị thế tử của các đại vương phủ đều cùng lập nên những chiến tích phi phàm thỉnh thoảng lại chém giết một con yêu thú cấp cao có thực lực phi phàm sáu người vững vàng đứng đầu thiên bản hoàn toàn không để những người khác có cơ hội thế chỗ ngay khi mọi người ngồi ở ngoài bắt đầu nghi ngờ thì cuối cùng đám hoàng trữ của hoàng thất cũng bắt đầu chém giết đến yêu thú sơn hải cảnh cấp cao thế nhưng bọn họ vẫn bị sáu đại thế tử áp đảo không có cách nào vượt lên được đến lúc này sáu đại vương phủ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ sống hơn nửa đời quá uổng phí rồi tên nhãi vô thương này lại dám che giấu tu vi nha đầu phương hoa chết tiệt kia nó đột phá luyện thần cảnh khi nào vậy lại dám gạt cả lão tử cơ thanh sơn chờ ngươi đi ra ta phải đánh nát cái mông của ngươi vài vị vương gia cười ra nước mắt xúc động đến mức không nói rõ lời Năm đó khi bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã bị thất bại bởi vị hoàng đế Đại Chu hiện nay, cho nên họ không chiếm được một phần tài nguyên lớn nhất kia mà trở thành cao thủ hoàng cảnh, bây giờ bọn họ chỉ được phong vương vẫn kém hơn một bậc so với hoàng đế. Mà con cháu đời sau của họ cũng sẽ kém hoàng thất một bậc. Dù sao, hoàng đế đã tu luyện tới hoàng cảnh, huyết mạch chi lực cũng ngày càng mạnh, tư chất của các hoàng trữ cũng sẽ mạnh hơn. Không chỉ vậy, tài nguyên tu luyện không giống nhau, có sự chênh lệch rất lớn như ngày với đêm vương phủ chỉ có thể đào tạo một thế tử ví dụ như tử ninh vương phủ chỉ có thể đào tạo ra cơ vô thương mà thôi chi tiêu mỗi tháng của cơ vô tâm còn không đến mấy chục nghìn linh thạch thượng phẩm thậm chí hắn còn không có phủ đệ riêng của mình thế nhưng nhữ dương công chúa thì ngược lại chi tiêu mỗi tháng của phủ công chúa phải đến mấy trăm nghìn linh thạch thượng phẩm quy mô kiến trúc của phủ công chúa cũng to lớn không kém gì vương phủ ngoài ra tu vi của các hoàng trữ đều phổ biến ở trên luyện thần cảnh mà tu vi của các thế tử lại chỉ ở dưới luyện thần cảnh độ chênh lệch giữa các hậu bối càng lúc càng lớn nhưng bây giờ đám người cơ vô thương lại thể hiện thiên phú và thực lực phi phàm hoàn toàn áp đảo đám hoàng trữ kia điều này làm cho đám người tử ninh vương sao có thể không hưng phấn đối mặt hoàng đế đại chu bọn họ đã từng là những kẻ thất bại thế nhưng con của bọn họ lại chiến thắng con của hoàng đế đại chu đánh một trận tình thế đảo ngược vô cùng đẹp mắt. Mà lúc này, không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở ngoài cánh cửa hư không đều khiếp sợ đến ngay người, sau đó mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Bên trong cấm địa hoang cổ, lục tiêu nhiên bắt đầu bày ra đại trận thăm dò của mình. Sau khi bị vây công, Lâm Phi nhất định sẽ bỏ chạy. Nhưng hắn sẽ trốn đến đi đâu thì lục tiêu nhiên không có cách nào xác định chính xác được. Cho nên trước tiên hắn phải bố trí trận pháp thăm dò sớm hơn, giống như hắn đã từng đối phó với tiêu bắc theo thực lực trận pháp không ngừng tăng lên của lục tiêu nhiên hiện tại hắn chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm là có thể tạo ra một trận pháp thăm dò có phạm vi đủ rộng may thay thực lực trận pháp của hắn siêu mạnh nếu không thì không biết lần này hắn phải tốn bao nhiêu linh thạch nếu tiêu hao quá nhiều linh thạch cho dù có phiền toái lớn xảy ra thì hắn đã không còn đủ linh thạch nữa rồi xem ra lần này sau khi phụ tá bọn người cơ vô thương lên ngôi ta phải phải nghĩ một vài cách kiếm tiền thôi. Thời gian nghèo khó không quá dễ chịu rồi. Sau khi chế nhạo một câu thì lục tiêu nhiên cũng thuận tay bày xong trận pháp. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị đi bày một trận pháp khác thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một hổ yêu đầu hổ, thân người, thân hình cực kỳ to lớn xuất hiện ngay gần đó. Một người một hổ bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt bé. Tu vi của nó ắt hẳn đã đạt tới tạo hóa cảnh của võ giả nhân gian, cực kỳ mạnh mẽ thịt người thật ngon nó liếm môi nói một câu tiếng người nghe rất giả con ngươi hiện lên sự thèm khát máu tươi con người thích săn bắt yêu thú lấy được yêu tinh da lông máu tươi và xương tủy của bọn chúng để tu luyện yêu thú cũng giống như vậy chúng thích ăn thịt người để tăng sức mạnh cho mình vì vậy con hổ yêu gầm gừ rồi hóa thành một luồng sáng trộn lẫn sát khí khổng lồ cứ thế lao thẳng vào lục tiêu nhiên ầm uhm. trong chớp mắt một tiếng vang động trời khiến cho mọi thứ trong phạm vi một ngàn dặm đều bị chấn động không ít tu sĩ vì cảm nhận được sự chấn động kinh khủng này mà kinh hồn bạc vía thật mạnh mẽ sức mạnh này chắc chắn không kém gì tạo hóa cảnh ai đang đánh nhau ở đó không lẽ là trưởng lão nào của hoàng tộc đại chu hay là đại năng yêu thú có tu vi cao siêu trong chốc lát mỗi người một lời khiến sự tình rối rắm không ai biết thực sự chuyện gì đã xảy ra còn lục tiêu nhiên đang thu mảnh da hổ bị chém làm hai, một yêu tinh, cùng với một vài giọt huyết tinh và cốt tủy vào giang sơn xả tắc đồ của hắn. Đánh hơi nặng rồi. Lần sau vẫn nên dùng tam nhất chân đồng đánh vỡ linh hồn của nó trước rồi lột da xuống. Tấm da hổ tạo hóa cảnh nguyên vẹn như này có thể luyện chế ra một bảo cụ phòng ngự thiên giai cực phẩm. Lỗ rồi. Cứ như vậy võng vẹn một tháng bên trong cấm địa hoang cổ, cuối cùng lục tiêu nhiên cũng bày xong trận pháp thăm dò, một khi phát hiện tung tích của Lâm Phi là có thể di chuyển tức thời qua đó, hoàn toàn đánh chết hắn, đảm bảo hắn không có cơ hội trốn thoát. Trong lúc đó, nhân tiện kiếm chút món hời, không biết đã chém giết bao nhiêu đại năng yêu thú rồi. Cuối cùng sau một tháng, cơ vô thương cũng phát hiện vị trí của Lâm Phi. Hắn đang tĩnh tâm tu luyện dưới một cây đa. Nhữ dương công chúa và người hầu của nàng đang canh giữ bên cạnh hắn công chúa nhữ dương nhìn thấy cơ vô thương đi đến cùng vài người lập tức lo lắng cảnh giác cơ vô thương sao các ngươi lại ở đây cơ vô thương liếc nhìn nàng không nói lời nào sau đó nhìn thẳng vào lâm phi hắn đang lĩnh ngộ một loại truyền thừa nào đó vô tình gặp một cái cây cũng có thể có được một phần truyền thừa cổ tên khốn này cũng thật may mắn cơ vô hà nghiêm mặt nói sư tôn đã từng nói đây là chuyện bình thường so với loại người bậc hách như lâm phi thì đây là thao tác vô cùng bình thường nếu để hắn hoàn toàn hấp thụ được hết thì không phải thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều sao vì vậy phải giết hắn trước khi hắn hấp thụ xong đánh vân ly ca mặc một bộ áo đen hắn vừa ra lệnh mọi người lập tức bùng nổ khí thế của mình sắc mặt nhữ dương công chúa xanh mét lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể mình cơ vô thương ngươi dám nếu ngươi dám động vào ta ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không vừa dứt lời đám người của cơ vô thương không nói nhảm nữa lao tới trong chớp mắt muốn chết nhữ dương quát một tiếng vung ra một quyền khiến cho không khí xung quanh đều không kìm nổi mà rung chuyển tiếc rằng tuy tu vi của nàng là luyện thần cảnh nhị trọng nhưng chỉ riêng cơ vô thương cũng đã là luyện thần cảnh ngũ trọng sao nàng có thể đánh lại hắn được chứ trong nháy mắt hai người quyền đối quyền năng lượng nổ tung dẫn đến náo loạn như sấm sét thân thể nhữ dương lập tức bay ra ngoài ba tên võ giả của phủ công chúa phía sau nhữ dương vội vàng đến cứu nàng tu vi của ba người này đều là phá vọng cảnh trong một trăm tuổi mà có thể luyện tới trình độ này cũng có thể nói là rất giỏi phải biết rằng đến thiên ma tông chủ hai trăm tuổi cũng mới đạt tới phá vọng cảnh tuy rằng đã được ba người kia cứu nhưng trên gương mặt nhữ dương tràn ngập rung động cơ vô thường hóa ra ngươi đã đạt tới luyện thần cảnh ngũ trọng sao ngươi lại có thể đột phá nhanh như vậy vương tử không bằng hoàng trữ là sự thật không thể bác bỏ dù hiện tại thực lực của nàng trong số các hoàng trữ có yếu hơn nhưng cũng không phải là người mà vương tử có thể dễ dàng chống cự nhưng bây giờ thực lực của cơ vô thương biểu hiện ra ngoài quả thực khiến nàng cực kỳ rung động không cần phí lời với nàng phá hỏng quá trình đạt được truyền thừa của Lâm Phi rồi tính tiếp. Vân Ly Ca bay ra từ bên cạnh cơ vô thương, tay cầm trường thương, thương ra con rồng, lao thẳng về phía Lâm Phi đang nhập định. Sư Tôn đã nói tuyệt đối không được nhiều lời khi đối phó với khí vận chi tử, nói nhiều thêm một câu cũng có thể dẫn đến cả trận đều thua. Ra tay giết trước rồi nói. Nhữ Dương lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, quát lạnh. Bảo vệ Lâm Phi ca ca. Nàng vừa dứt lời, một tên võ giả tu vi phá vọng cảnh lập tức ra tay, định chặn đường Vân Ly Ca. Nhưng hắn ta còn chưa kịp động đậy, một nhát kiếm động trời đã chém thẳng vào đầu hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Người ra tay là Lê Trường Sinh. Tu vi của hắn là tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng lại có kiếm hồn thần giai và thánh minh, vượt cấp chiến đấu một đại cảnh giới là chuyện nhỏ. Một ánh kiếm chém ra, gió bão nổi lên, ánh kiếm này lan tràn đến ngàn mét trong chớp mắt, khí thế phi phàm, ép tên cao thủ phá vọng cảnh của phủ công chúa kia không thể không ngừng cứu Lâm Phi, mà còn phải quay lại đối phó với Lê Trường Sinh. Hai tên võ giả còn lại của phủ công chúa cũng bị bọn người Phương Thiên Nguyên và cơ vô hà cuốn lấy, đến cả Nhữ Dương công chúa cũng bị cơ vô thương dùng sức đuổi giết, không còn đường nào bước ra, chặn đường Vân Ly Ca, bảo vệ Lâm Phi. Mũi thương của Vân Ly Ca cách Lâm Phi rất gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, 10.000m, 10 mét, 1.000m, mét. 100m, cuối cùng chỉ còn 10 mét là có thể đâm xuyên thủng Lâm Phi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.